chương 141, tâm tính muốn tốt. Ngũ đức tiệm sách. Thân công báo lúc đầu trong phòng nhắm mắt ngồi xuống, bỗng nhiên, cặp mắt của hắn mở ra, trên mặt lộ ra một vòng nụ cười. Đến rồi. Trong viện. Lục xuyên lẳng lặng đứng tại vườn hoa một bên, nhìn xem bên trong nở rộ ra những cái kia hoa, ống ánh kiều diễm, khẽ đung đưa, che một tầng nhàn nhạt ngũ sắc linh quang, nhìn rất đẹp. Đáng tiếc đều là giả. Những này hoa là hắn vì trang trí nơi này mà dùng bát cửu huyền công biến ra, trong nội viện này duy nhất thật thực vật cũng liền cây đại thụ kia. Hắn bỗng nhiên nghĩ đến nếu như trụ vương lần này không đến, cái kia thân công báo liền sẽ không trở thành đại thương quốc sư, như vậy về sau. Lục Xuyên lắc đầu. Lần này coi như làm không được ân thương quốc sư, thân công báo cũng vẫn như của hội hợp Khương Tử Nha đối nghịch, bởi vì hai người trở mặt thành thù đã là không cải biến được sự thật. Thân công báo thiên phú tư chất tốt, đầu cũng linh quan, vì người mười phần khéo đưa đẩy, càng thêm tinh thông tin tượng y bốc, thiên văn địa lý, thần thông đạo thuật, trị quốc kế sách, cho nên đáy lòng của hắn vẫn luôn có một phần kiêu ngạo. Đương nhiên hắn cũng có tư cách kiêu ngạo. Nhưng là bây giờ trong lòng của hắn phần này kiêu ngạo, đã bị Nguyên Thủy Thiên Tôn lợi dụng Khương Tử Nha cùng phong thần bản, không cần tốn nhiều sức liền đã bị đánh vỡ nát. Khương Tử Nha tư chất kém, miệng đần, vì người chất phát, cơ hồ khắp nơi so ra kém hắn. Nhưng lúc này đây hắn hết lần này tới lần khác liền thua tại cái này kém nhất sư huynh trên thân, bằng hữu tốt nhất của hắn cầm đi hắn rất muốn nhất cầm tới đi chứng minh mình đồ vật. Đổi lại bất cứ người nào, thua ở một cái khắp nơi không bằng trên thân thể người của mình, chỉ sợ đều sẽ thâm thụ đã kích, trong lòng sẽ không chịu phục, huống chi kiêu ngạo như vậy thân công báo đâu. Huống hồ, bọn hắn sư đồ coi như không gây chuyện, nhưng nguyên thủy vì bảo toàn 12 thượng tiên, để tiệt giáo đệ tử xuống núi mà góp đủ phong thần bản, há lại sẽ dễ dàng như vậy buông tha thân công báo. Lục xuyên lại một lần lắc đầu. Từ nay về sau, hắn sẽ không còn dao động hắn trước đó trong lòng quyết định trận này đại kiếp bên trong hắn có thể bảo toàn bọn hắn sư đồ mạng nhỏ cố nhiên là kết quả tốt nhất, nhưng nếu là không gánh nổi, cái kia cùng lắm thì cùng một chỗ lên phong thần bản tiến thiên đình đương công chức đi. Lấy của hắn mưu lực, tăng thêm sư phụ hắn miệng độn, hai sư đồ liên thủ, đến đâu không thể lẫn vào thành thạo điêu luyện, phong sinh thủy khởi. Vừa nghĩ đến đây lục xuyên nhếch môi nở nụ cười. Nghĩ như vậy, phong thần đại kiếp kỳ thật cũng không có trong truyền thuyết đáng sợ như vậy, đương nhiên, điều kiện tiên quyết là tâm tình của ngươi muốn giống như hắn tốt. Cốc cốc cốc, ngoài cửa lại một lần vang lên tiếng đập cửa. Lăng hư tử đạo trưởng, các ngươi đang ở nhà sao, ta lại tới. Tỷ trang âm thanh quen thuộc kia, lại một lần tại cửa ra vào thử thăm dò vang lên. Chỉ là không biết có phải hay không là bởi vì tâm tình của hắn bỗng nhiên biến tốt nguyên nhân, lục xuyên cảm thấy trước mắt một chút sáng rất nhiều. Ánh nắng tươi sáng, sắc trời tốt đẹp, tự liền nghe được tỷ trang lời nói phía sau hắn đều cảm thấy lão đầu nhi này có điểm đáng yêu. Ở đây, lục xuyên mỉm cười, xoay người lại đến trước mặt trong tiệm mở cửa, sau đó liền giật mình. Chỉ gặp lúc này ngoài cửa trên đường phố, đậu đầy xe ngựa nghi trượng, cùng uy phong lẫm liệt, mặc áo giáp, cầm binh khí quân sĩ. Nghi trượng trước, tỷ trang khuôn mặt tươi cười đóng lấy, nghi trượng về sau, một cổ bên trên treo hoa cái lộng lẫy ngự liễn dừng lại. Ngự liễn bên cạnh, hoàng phi hổ mặt giáp linh kiện, cưỡi ngũ thải thần ngưu hộ vệ, mà ngự liễn bên trên, lúc này ngồi một nam một nữ hai cá nhân. Nữ mắt hạnh má đào, mặt mày ngậm xuân, da thịt như tuyết, mái tóc đen suôn dài như thác nước, toàn thân áo trắng tướng mạo xinh đẹp tuyệt luân, chính là đắc kỷ. Chỉ là lần này, lục xuyên ánh mắt nhưng không có ở trên người nàng có chút dừng lại. Hắn chân chính chú mục chính là đắc kỷ ngồi bên cạnh một vị oai hùng nam tử, đầu đội châu quan, người khoác vương bào, khuôn mặt kiên nghị không giận tự uy, thoạt nhìn ước chừng hơn 30 tuổi. Hắn lúc này dù mặt mỉm cười, nhưng vẫn là che giấu không được hắn hai đầu lông mày loại kia thuộc về đế vương sự uy nghiêm đó và khí chất. Nói đơn giản, đây là một cái trong truyền thuyết, loại kia tự mang vương bá chi khí nam nhân. Là cái này. Trụ vương. Lục xuyên ngây người, có chút không thể kịp phản ứng, trong truyền thuyết trụ vương cư nhiên như thế tuổi trẻ oai hùng. Tuy rằng trụ vương dưới hàm cũng giữ lại sợi râu, nhưng rất ngắn, hoàn toàn cùng hắn trước đó trong tưởng tượng bộ kia hung tàn ngang ngược, một mặt râu quai nón hung tướng trụ vương không hợp. Trụ vương ánh mắt cũng rơi tại lục xuyên trên thân, nói, ngươi chính là đêm qua, đến đây ta lộc đài dự tiệc vị kia côn luân sơn tu sĩ lăng hư tử. Vô lượng thiên tôn. Lục Xuyên nắm đạo ấn đánh cái chắp tay, nói, tiểu đạo gặp qua nhân vương bệ hạ. Bất kể như thế nào, điều bộ này trước được làm đủ. Trụ vương trong mắt hơi hiếp, nhẹ nói, nghe nói cô muốn gặp ngươi sư phụ một mặt còn phải tự mình đến đây, sư phụ ngươi giá đỡ thật không nhỏ a. À? Lục Xuyên không kiêu ngạo không tự ti mà nói, nhưng đại vương chỉ cần thấy qua gia sư về sau, tự nhiên biết rõ hư chuyến đi này không tệ. Có ý tứ, vậy hôm nay cô liền đi gặp hắn một chút. Trụ vương nghe xong cũng không tức giận, từ ngự liễn bên trên xuống tới đi đến lục xuyên bên người lúc lục xuyên mới phát hiện trụ vương thân hình cao lớn là cái uy vũ hùng tráng là hán tử tuy rằng mặt không anh tuấn nhưng mười phần nén lòng mà nhìn toàn thân tản ra giống được hóc mon cùng khí phách vương giả ánh mắt bể nhễ hùng thị bát phương không giận tự uy hắn đi đến lục xuyên cùng trước mỉm cười nói giả sử nếu các ngươi nếu là cô thất vọng hẳn phải biết hạ tràng gia sư đã ở hàng xá xin đợi đã lâu đại vương mời lục xuyên không để ý uy hiếp của hắn mỉm cười tránh ra đường đưa tay làm cái tư thế mời. Hạ Tràng. Kết cục gì, ngươi trụ vương thất vọng đâu có chuyện gì liên quan tới ta, ta cũng không phải đắc kỷ có thể để ngươi hài lòng, cùng lắm thì đạo gia phủi mông một cái rời đi chứ sao. Bất quá chỉ cần ngươi đi vào liền sẽ biết một sự kiện. Khi chính là ta sư phụ cái miệng đó xưa nay sẽ không để bất luận cái gì người cảm thấy thất vọng. Trụ vương cất bước phải vào tiệm sách, cửa sau xuyên giáp bội kiếm hoàng phi hổ cũng muốn đuổi theo, đối trụ vương tiến hành hộ vệ. Lục xuyên cánh tay vừa nhất đem hoàng phi hổ ngăn lại. Còn xin võ thành vương dừng bước, gia sư nói, chỉ gặp đại vương một người. Tránh ra. Hoàng phi hổ ánh mắt như điện, nhìn chầm chầm lục xuyên mặt phun ra hai chữ. Hắn như thế một đâm kích, lập tức để lục xuyên thân thể tự động làm ra phản ứng, toàn thân lông tơ đứng đấy bắt đầu, thân thể kéo căng như lâm đại địch, phản phất bị một con hung thú cho để mắt tới. Lục xuyên vẫn là mỉm cười lắc đầu. Hoàng Phi Hổ không phải loại kia không nói đạo lý tùy tiện động thủ người, huống chi trụ vương còn ở nơi này, hắn hội giải quyết nhớ kỹ lúc trước Khương Tử Nha hỏa thiêu tỳ bà tin lúc hắn còn cùng Hoàng Phi Hổ còn tự thân gặp mặt qua, bất quá khi đó hắn còn nhỏ, Hoàng Phi Hổ lại là bực nào cao cao tại thượng nhân vật, sao lại nhớ kỹ hắn một cái vô danh tiểu tốt tử đâu. Trụ vương quay người lại, hỏi Lục Xuyên nói, chỉ có thể cô một người đi vào bên trong. Lục Xuyên gật gật đầu. Thấy thế, trụ vương ngẩng đầu quan sát cái này hiệu sách, lập tức đưa tay hạ lệnh, tiếp xuống không có cô mệnh lệnh, bất kỳ người nào đều không chính xác tiến đến cái này hiệu sách. Nói xong cũng không quay đầu lại nhanh chân bước vào bên trong. Hoàng Phi Hổ nghe vậy lui qua một bên, cùng Tỷ Can đứng tại cửa ra vào chờ. "Sư phụ, tiếp xuống sẽ phải nhìn bản lãnh của ngươi." Lục Xuyên nhìn qua trụ vương bóng lưng trong lòng khẽ nói, bỗng nhiên hắn giống như là cảm giác được cái gì, quay đầu nhìn lại liền gặp Ngự Liễn bên trên đắc kỹ tại nhìn hắn, bất quá thần sắc rất lạnh lùng. "Ngươi cái hồ ly nhìn cái gì vậy, chưa thấy qua như thế anh tuấn nhân tộc đạo sĩ." Lục Xuyên lường nàng một cái phía sau quay đầu, ăn nói có ý tứ đứng ở Hoàng Phi Hổ cùng Tỷ Can đối diện chân chính nhân tộc kia đắc kỷ chết sớm tại cái này cửu vĩ hồ trong tay không biết đã bao nhiêu năm, trước mắt cái này đắc kỷ coi như bề ngoài lại xinh đẹp, cũng không cải biến được nàng chiếm người ta nhục thân, nội tại vẫn là con hồ ly sự thật. Xem ra cái này chinh phục hồ ly trách nhiệm, chúng ta trụ vương đồng chí đã tiếp nhận nha. Lục xuyên nhàn rỗi nhàm chán, lại nghĩ tới cái đề tài này, đồng thời lường trong lòng cái kia ra lớn kịch nhân vật nữ chính một cái. Một bên khác. Tại bị lục xuyên tính kế một lần về sau, đắc kỷ hiện tại vừa nhìn thấy trong lòng của hắn liền đến khí, cái gì hảo tâm tình cũng mất, sắc mặt tự nhiên cũng liền khó coi. Bỗng nhiên nàng giống như có cảm giác, cảm giác được có người ngay tại không chút kiên kỵ nhìn nàng, ngẩng đầu chỉ thấy lại là người đạo sĩ thúi kia, thế nhưng là ánh mắt của hắn rất quái lạ. Không phải là thích, cũng không phải mê luyến, cụ thể là cái gì nàng cho tới bây giờ chưa thấy qua, cho nên nói không ra. Nhưng duy nhất có thể lấy khẳng định là, cái này ghê tẩm tiểu đạo sĩ nhất định không có nghĩ chuyện gì tốt. Chương 142, Đại Thương Quốc Sư Tiệm sách bên trong trụ vương trở ra vừa đi vừa nhìn, cùng nhau đi tới, bày đầy thư quyển cửa hàng, có khắc động thiên hậu viện, đều để hắn âm thầm gật đầu. Cuối cùng ở trong viện, hắn nhìn thấy một gian nhà cửa lớn rộng mở, một đạo nhân đứng tại cửa ra vào, mỉm cười chính vạt áo mà đứng. Trụ vương trên dưới đánh giá một phen thân công báo, nói, ngũ đức chân nhân, cô muốn gặp ngươi một mặt còn thật không dễ dàng. Đại vương chi danh bần đạo cũng ngưỡng mộ đã lâu. Thân công báo cũng tại nhìn trước mắt trụ vương, ánh mắt chỗ sâu một sợi tinh mang hiện lên, nói, chỉ là hôm nay gặp mặt, cũng có chút cùng bần đạo nghe nói bên trong khác biệt a à, có khác biệt gì trụ vương nghe vậy trên mặt lộ ra một vòng cảm thấy hứng thú nụ cười thân công báo nhẹ nhàng vuốt cầm nói cái kia được đại vương trước tha thứ bần đạo vô tội bần đạo mới dám nói trụ vương mỉm cười nói gần tiểu nhân xa hiền thần trầm mê tử sắc hoang dâm vô đạo tàn bạo bất nhân có phải thế không còn không chỉ trụ vương ba chữ vừa ra lập tức trụ vương mỉm cười cứng nhắc trên mặt thân công báo tiếng nói nhất chuyển lại nói, chỉ là bần đạo không nghĩ tới dạng này một cái có tiếng xấu quân vương, thế mà còn là một vị võ đạo đỉnh phong cường giả. Trụ vương nghe vậy, sắc mặt hơi đổi một chút. Thân công báo nghiêng người nhất cánh tay miễn cười nói, đại vương có thế nguyện vào nhà một lần. Đều đã đến nơi này, cô há có không tiếng lý lẽ. Cửa nam đường cái làm triều ca thành bốn đầu chủ yếu con đường, lúc đầu có thế có 30 mét, 10 phần rộng lớn, nhưng lúc này cũng bị trắng được chật như nêm cối. Nhân vương xuất cung, tự nhiên không phải tầm thường dù là lần này không ra triều ca thành bên trong nhưng cùng theo nghi trượng quân sĩ liền có ba ngàn người tinh kỳ phấp phới trùng trùng điệp điệp mười phần uy vũ như thế lớn chiến trận rất nhanh liền hấp dẫn số lớn quần chúng người qua đường vây xem còn có đi đường người đi đường cũng bị ngăn ở tiệm sách hai bên trên đường phố không bao lâu đầu này đường cái tự nhiên bị trắng được chật như nêm cối bách tính châu đầu ghé tai nghị luận ầm ĩ cũng không biết thiên tử nghi giá làm sao lại dừng lại tại một cái tiệm sách bên trong trụ vương lần này tiến vào thật lâu một canh giờ sau hắn vẫn là không có đi ra sau hai canh giờ bên trong vẫn như cũ không hề có động tĩnh gì sách ngoài cửa tiệm sở chờ đợi người cũng chờ càng ngày càng nhanh nóng nảy cùng nóng lòng hoàng phi hổ càng là một mặt tâm phiền tại cửa ra vào đi tới đi lui mắt thấy trời chiều lặng về phía tây sách trời dần dần muộn hoàng phi hổ thật sự là không chờ được bỗng nhiên thân thể nhất chuyển liền muốn hướng sách cửa tiệm bên trong đi đến thế nhưng là lại có người ngăn cản hắn lần này không phải lục xuyên mà là á tướng tỷ can Hoàng Phi Hổ quay đầu không hiểu nhìn về phía Tỷ Cang, liền gặp Tỷ Cang đối với hắn khe khẽ lắc đầu, nói, võ thành vương mà lại tại kiên nhẫn chờ một chút, ngươi phải tin tưởng đại vương. Lục Xuyên lẳng lặng nhìn bọn hắn, không có làm cái gì càng không nói gì thêm, nếu như không có bắt buộc, hắn vẫn tương đối thích điệu thấp. Người ta là điệu thấp người. Làm hắn ngoài ý muốn chính là Hoàng Phi Hổ nghe xong Tỷ Cang mà nói, hơi trầm ngâm phía sau thật đúng là yên tĩnh trở lại. Ha ha ha, tiên sinh quả thật là ẩn tại thế gian đại hiền, cô vương bội phục, bội phục bỗng nhiên một tiếng cởi mở tiếng cười từ trong viện truyền đến càng ngày càng gần cũng càng phát ra to cuối cùng hai bóng người cùng nhau xuất hiện tại trong tầm mắt của mọi người không phải trụ vương cùng thân công báo là ai chỉ gặp trụ vương thoải mái cười to cực kỳ lễ ngộ dẫn thân công báo từ trong tiệm nói chuyện đi ra nhìn ra được cực kỳ cao hứng cùng vui mừng lục xuyên đối với một kết quả cũng chẳng suy nghĩ gì nữa ngược lại là nếu như trụ vương không có bị sư phụ hắn lắc lư vậy hắn mới sẽ kỳ quái đâu bãi giá cô mời chân nhân cùng nhau hồi cung trụ vương vung tay lên, muốn đem thân công báo mời vào một cổ hoa lệ trong xe ngựa. Đồ nhi, ngươi ở đây xem trọng cửa tiệm, vi sư đi một chút sẽ trở lại. Thân công báo dặn dò một tiếng, ngồi vào hoa lệ xe ngựa, nghi giá trùng trùng điệp điệp đi xa. Còn tưởng rằng sư phụ ngươi có bản lĩnh, đem đắc kỹ cái này tiện hóa chạy xuống thay vào đó, sau đó cùng trụ vương ngồi chung một chiếc xe đâu. Lục xuyên nói thầm, hắn liền nhớ kỹ có người thăm đến cao minh hiền sĩ phía sau cùng kỳ đồng ngồi một chiếc xe trở về điển cố. Chu Văn Vương xem như thảm, làm hồi kiệu phu nhất lấy tự cao tự đại khương tử nha trở về nhưng bọn hắn lần này không tốt bày văn vương cùng trụ vương địa vị không giống a một cái chỉ là chư hầu một cái là nhân vương có thể so sánh sao trụ vương cùng hắn mang tới những cái kia nghi giá vừa đi nơi đây bị vây chặt con đường cũng liền chậm rãi khôi phục thông hành lục xuyên mắt nhìn mọi người vây xem không để ý đến bọn hắn quay người trở lại tiệm sách nói thực ra hôm nay nhìn thấy cái này trụ vương thật làm cho hắn có chút ngoài ý muốn cao lớn bi mãnh vũ dũng kiên nghị còn tự mang vương bá chi khí, không giống như là trong truyền thuyết cái chủng loại kia bạo quân. Có lẽ là kẻ thắng làm vua kẻ bại khấu. Lục xuyên mắt sáng lên, dù sao sách sử đều là từ người thắng tiến hành viết, phía sau một cái triều đại kẻ thống trị vì tốt hơn thống trị, chưa có không đen một chút tiền triều kẻ thống trị. Tỷ như một cái khắc bạo quân tần thủy hoàng, thanh danh cũng coi như giống như trụ vương để tiếng xấu muôn đời, vì tu kiến vạn lý trường thành lúc ấy chết rất nhiều rất nhiều người, kêu ca sôi trào bạch cốt khắp nơi, trở thành thiên cổ bạo quân thật tình không biết đúng là có vạn lý trường thành, mới chặn phương bắc dân tộc du mục loan đao khoái mã, để Trung Nguyên làm nông văn minh phải lấy kéo dài, phải lấy phát dương quan đại. Tội của hắn tại đương đại, nhưng công tại thiên thu. Trừ lúc ấy thời đại kia đám người bên ngoài, hậu thế người ai cũng không có tư cách đi mắng tần thủy hoàng. Ngược lại là về sau hắn cao tổ lưu bang, chính cống lưu manh một cái, đem thủy hoàng đen ra liện, danh xưng đường Thái Tông cũng có giết huynh đoạt tẩu bức thoái vị đen liệu, nhưng trên sử sách vẫn như cũ là một vị minh quân. Cái này có lẽ liền là kim vô túc xích, nhân vô hoàng nhân đi. Lục Xuyên Tuyệt không tán đồng một cái từ thị phi đen là bạch, không phải người tốt vậy liền nhất định là người xấu. Người đều là phức tạp, sẽ cải biến, ai biết người xấu là trải qua cái gì mới xấu đi, người tốt liền một đời tử không có làm qua một chuyện xấu. Bởi vậy muốn nhận rõ một người đến cùng thế nào, ngươi liền được bản thân đến gần hắn nhận rõ ràng hắn. Nghe người khác bình luận, ngươi thấy vĩnh viễn là trong mắt người khác người kia. Thật đau đầu a. À. Lục Xuyên lắc đầu hướng trong viện đi thế giới này không phải lịch sử, không phải nguyên lai thế giới người phàm, mà là tiên ma thế giới, hữu thần có tiên có yêu ma. Tuy rằng nhân tộc tại thượng cổ nhân vương dẫn đầu dưới, đã khai sáng võ đạo cuộc khởi, nhưng cùng với tiên ma mà nói người xem như nhỏ yếu nhất. Thần ý nguyện, chẳng lẽ người còn có thể chống lại hay sao? Nghĩ như vậy mà nói, ta ngược lại hy vọng trụ vương ngươi là bạo quân, tỉnh nắm quyền thiên hạ say nằm ngủ trên gối mỹ nhân. Lục xuyên ở trong viện ngồi xuống, nghĩ đến, nắm giữ qua vô thượng quyền lực, ngủ qua nhất nữ nhân xinh đẹp, hưởng thụ vô thượng vinh quang cũng coi như không uổng công đời này, đợi đến bại quan gia nghiệp sau khi chết còn có thể thành thần, tốt bao nhiêu. Cuộc sống này không thể so với trên trời những cái kia không thể động tình, mỗi ngày bận biệu thành chó thần tiên đều muốn sung sướng. Thân công báo nói đi một chút sẽ trở lại, sau khi đi một đêm chưa về. Ngày kế tiếp, trụ vương thời gian qua đi 7, 8 năm sau lần thứ nhất thăng điện tảo triều, chiêu cáo thiên hạ, tứ phong thân công báo vì đại thương quốc sư, văn võ bá quan tiến hành triều bái. Không quá ba ngày, tin tức này như như gió tin tức truyền khắp bát phương tây kỳ tướng phủ khương tử nha mở ra võ các đưa tới triều ca đến báo sau khi xem nhìn chăm chú lên trên thẻ trúc tin tức thật lâu im lặng không nói gì sư phụ ngài thế nào võ cắt là cái 26-27 người trẻ tuổi nhìn thấy khương tử nha thần sắc không đúng phía sau hỏi sư đệ tiểu xuyên vẫn là đến một bước này khương tử nha chậm rãi nhắm mắt lại một lát sau bỗng nhiên mở ra nói xem ra nhất định phải tăng thêm tốc độ chương 143, đạo hữu xin dừng bước chi thuật. Võ cát, ngươi võ nghệ luyện như thế nào? Nói xong Khương Tử Nha lại nhìn về phía trước mắt cái này chất phát giảng dị đệ tử. Hồi sư phụ, đệ tử mỗi ngày chuyên cần khổ luyện sư phụ truyền thụ cho võ nghệ, không dám có một điểm lười biếng. Võ cát có chút cao hứng nói, bây giờ đã lớn mạnh khí huyết tôi máu hoàn thành, đến dịch cân cảnh, nghĩ đến lại không lâu nữa liền có thể đến đoán cốt cảnh. Hắn bái sư tối đa cũng bất quá 2-3 tháng hắn có thế trong thời gian ngắn như vậy liền lớn mạnh tự thân khí huyết tôi máu hoàn thành luyện đến dịch cân cảnh hắn trên võ đạo thiên phú tuyệt đối không tính kém bởi vậy hắn sau khi nói xong nhìn về phía khương tử nha muốn nghe đến sư phụ hai câu khích lệ dịch cân cảnh cũng xem là không tệ khương tử nha gật gật đầu bỗng nhiên lại hỏi vậy vi sư dạy ngươi thuộc độn thổ đâu võ cách giống như hắn mặc dù có tu luyện căn cốt nhưng tư chất không tốt lắm bất quá cũng may chỉ cần có căn cốt liền có thể tu tiên đạo pháp môn luyện ra một chút pháp lực từ đó thi triển đạo thuật cho nên hắn còn đối hắn truyền thụ đơn giản một chút đạo thuật võ các nụ cười thời gian dần trôi qua ngưng kết trên mặt sư phụ thổ độn cái này có điểm khó a à. võ các gãi gãi đầu thấp giọng nói đệ tử cũng thử luyện thật lâu nhưng xin thứ cho đệ tử ngu dốt cái này động thuật thực tại rất khó khăn không luyện được nếu như nói hắn trên võ đạo có chút thiên phú cái chi đạo thuật phương diện này coi như thật rất làm khó hắn khương tử nha nhìn trước mắt đệ tử không biết thế nào hắn liền nghĩ tới lục xuyên thân công báo trước kia từng nói qua, vũ hành động thuật lúc trước lục xuyên nhìn một lần đã học được, nói lên lúc mặt mày hớn hở, gọi là một cái đắc ý kiêu ngạo. Nhưng hôm nay nhìn lại mình một chút đệ tử, liền một cái đơn giản nhất thổ độn đều. Khương tử nha há hốc mồm, lại cũng không nói gì đi ra, chỉ là dài dài thở dài một cái. Cái này mỗi người thiên phú quả nhiên là khác biệt, cùng võ các cùng lục xuyên vừa so sánh, tiểu tử kia thật đúng là một thiên tài. Thật xin lỗi, sư phụ, đệ tử để ngươi thất vọng võ cát nghe được thở dài hậu tâm bên trong khó chịu mới cái gì vui sướng chi tâm lập tức toàn cũng bị mất không sao đã ngươi tại đạo thuật phương diện không có thiên phú vậy sau này liền không muốn tại nó phía trên lãng phí thời gian khương tử nha nhìn thấy võ cát khổ sở bỗng nhiên khẽ giật mình tiếp lấy lộ ra mỉm cười nói không bằng chuyên tâm nhất trí chỉ tu võ đạo có lẽ hiệu quả sẽ tốt hơn thành tựu cũng chưa chắc hội thấp vô duyên liền là vô duyên đệ tử người khác cho dù tốt cũng là của người khác trước mắt đệ tử lại kém cỏi đó cũng là chính mình Tất nhiên thu hắn làm đồ đệ, vậy vi sư giả tự nhiên tận tâm điều giáo dạy hắn bản sự, lại há có thể vì hắn kém cỏi mà kết bỏ. Đúng. Võ các mừng rỡ, nhận cổ vũ, ông quyền nói, đồ nhi về sau nhất định cố gắng gấp bội luyện công, trợ văn vương cùng sư phụ một chút sức lực. Khương tử nha vui vẻ gật gật đầu, tốt, ngươi ra ngoài đi. Võ các gật đầu, quay người đi ra ngoài. Khương tử nha ngồi tại chỗ, bỗng nhiên nghĩ đến lục xuyên tiểu quỷ kia cơ linh thông minh, tại đạo thuật bên trên thiên phú hơn người, cùng của hắn vị thiên tài kia sư đệ quả thực không thể quá giống. Nhìn nhìn lại võ cát, vì người trung thực chất phát, căn cốt tư chất có thể nói rất kém cỏi, tại đạo thuật phương diện thiên phú cũng không tốt, cùng hắn lại chẳng phải là không có sai biệt. Thế gian này duyên phận quả thật là tuyệt không thể tả. Đi không có mấy bước, võ cát chợt nghe sau lưng Khương Tử Nha phát ra tiếng cười. Võ cát quay đầu mặt mũi tràn đầy ngạc nhiên nhìn lại, lại không biết sư phụ hắn vì cái gì đột nhiên một người một mình lắc đầu tóc cười. Triều ca, ngũ đức tiệm sắc thân công báo đi một chút sẽ trở lại để lục xuyên đợi một ngày thẳng đến ngày kế tiếp buổi chiều một chiếc xe ngựa tại một đội mặc áo giáp cầm binh khí quân sĩ hộ vệ dưới chậm rãi chạy đến tiệm sách cửa ra vào hấp dẫn số lớn ánh mắt của người đi đường xe ngựa trang trí cực kỳ hoa lệ màn xe nhấc lên đổi triều phục mặt mày tỏa sáng thân công báo từ trong xe ngựa đi ra các ngươi ở chỗ này chờ thân công báo nói với mọi người một câu về sau đi vào trước cửa đẩy cửa mở ra đi vào tiệm sách phía sau hắn không khỏi sững sờ chỉ gặp tiệm sách bên trong kệ hàng bên trên trống rỗng, sạch sẽ, liền một cuốn sách cũng không có. Làm sao vậy, bị tặc A đây là? Thân công báo bước nhanh tiến hậu viện, vừa đi vào liền thấy Lục Xuyên ở trong viện nhắm mắt ngồi xếp bằng, bên người đặt vào một bao quần áo, cùng một thanh kiếm. Ngoài ra, trước đó biến ra đóa hoa cũng biến mất vô tung vô ảnh, phản phất trở lại lúc mới bắt đầu nhất. Thân công báo nhìn quanh một tuần, lại nhìn về phía Lục Xuyên, nháy nháy mắt. Tiểu tử này lại đang cho hắn chơi manh mối gì? Lúc này Lục Xuyên mở mắt ra, nhìn về phía hắn, không nói một lời, cứ như vậy nhìn chầm chầm hắn, chậm rãi từ trên mặt đất đứng lên, vòng quanh hắn đi một vòng. Đồ đệ, thế nào đây là? Thân công báo bị nhìn chầm chầm có chút run rẩy. Lục xuyên nói, sư phụ, ngươi cái này đi một chút sẽ trở lại giống như cùng người khác có điểm không giống A. À. Có không có một chút thời gian quan niệm. Thân công báo nhãn châu xoay động, cười nói, đồ đệ ngươi là không biết, đại vương vì người thực tại quá hiếu khách, trong cung thiết yến khoản đại vi sư, vi sư thịnh tình không thể chối từ, thoát thân không ra a à. sáng hôm nay hoàng cung ít bản chiêu cáo thiên hạ sư phụ trở thành đại thương quốc sư sự tình chắc hẳn sau đó không lâu thiên hạ liền mọi người đều biết lục xuyên không có quá nhiều dây dưa mà lại trịnh trọng nhìn về phía thân công báo thấp giọng nói sư phụ ngọc hư cung chúng ta trở về không được thân công báo nghe vậy cũng không cười trầm mặt đúng vậy a à, hai thầy trò chúng ta trở về không được thân công báo lắc đầu buồn bã nói bỗng nhiên lại cười lạnh hừ trở về vi sư cũng là sư môn trên dưới trò cười không quay về liền không quay về sư phụ chúng ta muốn hay không đổi một cái sư môn lục xuyên thử thăm dò đạo nguyên lai thân công báo rời đi sư môn không sai biệt lắm là tại trương quế phương chinh phạt tây kỳ lúc bị trương quế phương hô người xuống ngựa chi thuật khiến cho khổ không thể tả không có cách hắn chỉ có thể bên trên ngọc hư cung viện binh sau đó lần kia khương tử nha được phong thần bản cũng là một lần kia thân công báo dùng trảm đầu thuật lừa gạt phong thần bản thất bại thế là hắn không chỉ có thay đổi địa vị đầu nhập vào tiệc giáo còn tu thành trong truyền thuyết tiên gặp tiên sợ thần gặp thần kinh hải đạo hữu sinh dừng bước chi thuật bốn phía tìm người đối phó khương tử nha bất quá lúc này lục xuyên cảm giác có chút chậm nếu như có thể mà nói hắn vẫn là hy vọng có thế càng sớm tiến vào tiệc giáo càng tốt đi lên tiệc giáo quan hệ ôm lấy thông thiên giáo chủ lớn thô chân cũng dễ dàng cho giai đoạn trước làm việc nếu như phía sau không có thông thiên đùi tăng thêm lòng dũng cảm hắn cái nào có lực lượng cùng xiển giáo khiêu chiến đi chơi thay đổi địa vị thân công báo nghe vậy sắc mặt thay đổi bỗng nhiên nhìn về phía lục xuyên quát khẽ nói đây là phản bội sư môn khi sư diệt tổ chi tội ngươi có biết hay không thế nhưng là tại xiển giáo thầy trò chúng ta không phải đã không cách nào đặt chân sao lục xuyên nói hồng hoa bạch ngẫu thanh liên diệp tam giáo vốn là một nhà chúng ta tiến thông thiên sư tổ tiệt giáo chẳng phải vấn đề gì cũng bị mất nếu như có thể mà nói hắn kỳ thật muốn cùng thân công báo cùng một chỗ tiến phương tây vớt cái bồ tát la hán đương đương hiện tại phương tây còn tại giai đoạn phát triển có chức vị không nhân thủ hẳn là còn lại không ít công việc béo bở chỉ là đáng tiếc, những người khác có thể đi phương Tây, duy chỉ có hắn người sư phụ này không được a. À. Phong thần kiếp nếu là không có thân công báo, số lớn tiệt giáo đệ tử xảy ra núi. Phương Tây lại thế nào rộng độ 3.000 người hữu duyên? Việc này để vi sư suy nghĩ lại một chút. Thân công báo lắc đầu, cái này phản bội sư môn sai lầm nhưng có hơi lớn, truyền đi đây chính là đi tới chỗ nào đều muốn bị người đâm cuộc sống. Cùng lúc đó, Đông Hải, nơi nào đó tiên cảnh. Một ngôi đại điện bên trong, tiên vụ mờ mịt, hỗn độn khí cuồn cuồng, cuồng phía trên cung điện một thân ảnh ngồi xếp bằng, lưng phun ánh sáng vô lượng. Ừm. Bỗng nhiên, vô lượng thần quang bên trong tồn tại mở ra hai con ngươi. Nếu như thích phong thần vấn đạo đi, xin đem địa chỉ internet phát cho bằng hữu của ngài. Chương 144, ngươi hội biến báo sao? Là ai? Quanh thân bao phủ tại ánh sáng vô lượng bên trong tồn tại, nhẹ nhàng mở miệng nói nhỏ. Lấy bọn hắn bực này tồn tại, hầu như không cần thi triển thần thông phép thuật liền có thể nghe được chúng sinh thanh âm. Chỉ là, nhiều lắm. Tam giới chúng sinh ức vạn, thanh âm nhiều tựa như tứ hải nước, liền bọn hắn bực này tồn đang nghe xong cũng cảm thấy nhức đầu. Cho nên bọn hắn không chỉ có sẽ không chủ động đi nghe, ngược lại sẽ thi pháp ngăn cách phàm nhân chúng sinh thanh âm. Có thế nếu không phải phàm nhân, vùng kia xưng danh hào của bọn hắn liền có thể bị bọn hắn cảm ứng biết được. Vừa rồi hắn cảm ứng được có người nhấc lên hắn một tiếng, nhưng bây giờ thần tiên đại kiếp lên, thiên cơ che đậy, để hắn xét về nguồn gốc đi tìm đến cái kia người nhưng cũng là làm khó hắn lúc đầu hắn cũng không muốn để ý tới, nhưng lần này không biết vì cái gì hắn luôn cảm giác ở đâu có chút không đúng. Nghĩ nghĩ, hắn vẫn là cúi đầu xuống bắt đầu bấm đốt ngón tay thôi diễn, một đôi mắt sáng tối chập chờn, thâm thúy phản phất vô ngần trong bầu trời đêm tinh hà. Hư! Một đạo quang hoa bay ra, tại trước người hắn hóa thành một mảnh lớn nhỏ không đều, ngay ngắn trật tự sao trời. Cái kia tồn đang phát ra một tiếng ồ ngạc nhiên, đón lấy, cổ quái lẩm bẩm, tình huống như thế nào? Hắn mới chỉ là thôi diễn cái kia gọi hắn người, làm sao đến cuối cùng? thôi diễn ra nhiều như vậy ngôi sao. Chờ một chút, những thứ này. 365 khỏa. Cái kia tồn tại bỗng nhiên ánh mắt ngưng tụ, tiếp lấy nói nhỏ, không phải là trùng hợp. Sau đó, hắn đưa tay triệt hồi trước mắt Chu Thiên Tinh đấu đồ, trầm ngâm sau một lúc, lại chậm rãi nhắm lại con ngươi. Thế nhưng là liền hắn cũng không có chú ý, lúc này, tại phía bắc một viên trung đẳng lớn nhỏ sao trời phía sau, hắn sở phóng ra quan hoa chính đang từ từ hội tụ, thành hình. Có lẽ có một ngày, nó hội hóa thành một viên khác tinh một viên đánh vỡ cái này chu thiên số lượng tin triều ca tiệm sách vậy được rồi sư phụ về sau chúng ta lại bàn bạc kỹ hơn một chút lục xuyên nhìn thấy thân công báo có chút do dự thế là đành phải gật gật đầu nói đến hắn cũng lý giải thân công báo hắn cái này ngọc hư đệ tử tại ngọc hư cung không có ở qua một ngày học qua một ngày đạo pháp đạo thuật tự nhiên không có một chút tình cảm có thế thân công báo cùng hắn không giống thân công báo đạo thuật đạo pháp đều là tại ngọc hư cung sở học nguyên thủy thiên tôn thân truyền thụ hắn tại cung Luân Sơn chờ đợi mấy trăm năm có thế không có một chút tình cảm sao. Hắn cũng nhìn ra được ngoại trừ phản bội sư môn về sau, thanh danh sẽ thay đổi thật không tốt bên ngoài, thân công báo đối ngọc hư cung còn có cảm tình. Bất quá nói lên cái này lục xuyên liền có chút không rõ. Ngọc hư cung rõ ràng thân công báo đi sớm hơn, tư lịch già hơn, làm sao ngược lại xưng được núi 40 năm khương tử nha là sư huynh. Chẳng lẽ? Lục xuyên nhìn về phía một bên ưu tan sư phụ, ánh mắt yếu ớt, hắn chân tướng truyền thuyết bình thường là con báo thành tinh, cho nên không được coi trọng. Sư phụ. Lục Xuyên hì hì cười một tiếng. Làm gì? Thân công báo đang có chút phiền muộn đâu, không biết đồ đệ này lại tại cười ngây ngô cái gì. Nhắc tới cũng kỳ, hắn liền chưa từng tên đồ đệ này ưu tan khổ sở, hắn mãi mãi cũng như vậy có thần thái sáng láng, miệng cười thường mở, cũng lây nhiễm hắn trở nên sáng sủa không ít. Bất quá giờ này khắc này bài trừ tại bên ngoài. Lục Xuyên trực câu câu nhìn chầm chầm hắn, nhìn thân công báo trong lòng hoảng sợ, cảm nhận được đến từ đồ đệ không có hảo ý. Lục Xuyên xoa xoa đôi bàn tay, kiềm chế hạ tâm tình hưng phấn, cười tủm tỉm nói, ngươi hội biến báo sao? Cúc! Thân công báo sắc mặt lập tức đen như đáy nồi, lông mày trực nhảy. Cái kia, sư phụ ngươi đừng nóng giận a, à, đồ đệ không có ý tứ gì khác, liền là tùy tiện hỏi một chút, hỏi một chút. Lục Xuyên cảm giác có chút không đúng, tranh thủ thời gian cười làm lành đạo. Thân công báo không nói chuyện, chỉ là trực câu câu nhìn chầm chầm Lục Xuyên, trên mặt một bộ ngươi nhìn ta tin hay không biểu lộ. Xong, càng câu càng đen. Lục xuyên giật mình trong lòng, muội sớm biết không giải thích. Nhìn xem đằng đằng sát khí, hướng hắn từng bước một đi tới sư phụ. Lục xuyên xuất mồ hôi tráng cười khang nói, sư phụ, người có muốn không hội cũng không cần cảm thấy không có ý tứ. Đồ đệ ta hội a, à, làm làm đồ đệ chính là muốn trò giỏi hơn thầy nha. Ngươi hội. Nghe vậy thân công báo sát khí vừa thu lại, bước chân dừng lại, lông mày nhíu lại, nhìn qua Lục xuyên hỏi. Đúng a à, đúng a. À. Lục xuyên trong lòng may mắn, tiến lên lấy lòng cười nói, sư phụ ngươi quên ta có bác cửu huyền công, có thể thiên biến vạn hóa. Thân công báo con mắt bất động thanh sắc nhất chuyển, mỉm cười nói, cái kia có muốn không? Ngươi cho vi sư biến một cái. Ừm. Tuy rằng lục xuyên cảm giác nơi nào có vấn đề, nhưng lúc này vì để cho sư phụ hắn nguôi giận, cũng chỉ đành kiên trì lên. Hắn đi lên trước trong lòng niệm chú, trung thân kêu một tiếng biến, trên thân liền bạch quang sáng lên. Trống. Một cái uy phong lẫm lẫm báo xuất hiện ở trong viện, quay đầu cười nói, sư phụ, ngươi nhìn ta biến vẫn được. A. Hắn vừa mới chuyển đầu liền gặp thân công báo đã vào như quỷ mị đứng ở bên cạnh hắn. Oanh! Thân công báo tay phải thả tỏa hào quang, tựa như một tòa núi lớn ép xuống, nắm chặt báo cái cổ phía sau da lông, đem đầu trùng điệp theo trên mặt đất. Hội biến báo là A. Tùy tiện hỏi một chút là A. Trò giỏi hơn thầy thắng vu lam là A. Hội bác cử huyền công rất lợi hại là A. Thân công báo một cái đầu gối đứng vững báo, nhanh chóng phong bế của hắn yếu huyệt để tránh bị tiểu tử này biến hóa sau khi chạy trốn. Về sau hai tay tả hữu khởi công, lớp bốt liền là một trận bàn tay. Sư phụ, ta sai rồi, sư phụ, đụng nhẹ, đừng đánh mặt. Báo kêu thảm không thôi. Một lát sau, Thân công báo đứng lên thở dài ra một hơi, lung lay cổ, nói, thoải mái nhiều. Làm nhiều năm như vậy sư phụ cũng liền hôm nay uy phong một lần, lộ ra ngay sư phụ uy nghiêm. Lúc này một bóng người từ bên cạnh đi ra, cười tiếng lên hỏi, sư phụ ra xong tức giận sao? Thân công báo gật gật đầu, đột nhiên biến sắc nhìn về phía người kia không phải lục xuyên là ai chỉ là toàn thân hắn sạch sẽ một điểm vết thương cái gì đều không có ở đâu giống ăn đòn dáng vẻ ngươi thân công báo ngạc nhiên nhìn về phía trên mặt đất chỉ thấy phanh một tiếng báo biến thành một trăng phương thiên kích chỉ là cây kia từ ngọc tuyền sơn mang tới tinh thiết đại kích giờ này khắc này phía trên đã bị hiện đầy dấu bàn tay bảy xoay tám lệch ra không còn hình dáng đây là thay mận đổi đào chính là tám chín nói đến đây lục xuyên tranh thủ thời gian im ngay không còn dám hướng thân công báo khoe khoang bác cửu huyền công nghe ra được, mới sư phụ hắn đối hắn nhưng là hắn ý kiến rất sâu nha. Cái này thay mận đổi đào nói đơn giản liền là thế thân thuật, chính là bác cửu huyền công ứng dụng chi pháp, còn có thể biến lớn pháp thiên tượng địa. Tóm lại là diệu dụng vô tận, có thể lái chậm chậm phát. Thân công báo mắt trợn tròn, hai cái rủ xuống hạ thủ lòng bàn tay đỏ rực như than, trong lòng không được trung rẩy. Đau nhất đau nhất a. Hắn liền nói tiểu tử này cái gì thời điểm đem nhục thể đã luyện thành kim cương thân thế, vỗ bắt đầu rắn như vậy, đau như vậy, hắn đều vỗ bất động tiếp lấy thân công báo con mắt đều nhanh muốn phun lửa a à, ta kích a à. lục xuyên mắt thấy không đúng nhanh chóng ngồi xổm xuống cầm lấy hoàn toàn thay đổi đại kích thương tâm nói ngươi theo ta tốt hơn một chút năm ta còn không có để ngươi uống qua địch máu ngươi cứ như vậy cách ta mà đi ai không sai biệt lắm là được rồi thân công báo nhìn đến đây cũng bị khí dở khóc dở cười lắc đầu cái này bộ dáng vô sĩ đổ rất có hắn năm đó cụ cụ sư phụ ngươi được bồi ta binh khí lục xuyên ngẩng đầu nói ra thân công báo sắc mặt một đen. Không, so với hắn muốn càng vô sĩ, bất quá cũng chỉ có dạng này mới có thể không thụ người khác khi dễ không phải. Ha ha ha. Vừa nghĩ đến đây hắn bỗng nhiên vui sướng cười ha hả. Sư phụ, tay ngươi không có sao chứ. Lục xuyên có chút quan tâm, cái này chơi thì chơi, trò đùa qua sư phụ vẫn là sư phụ. Không có việc gì, vi sư có thế có chuyện gì, ngươi lại tìm một căn vi sư cũng cho ngươi vỗ xếp. Thân công báo nhẹ nhõm khoát khoát tay, chứa lấy kẻ kiên cường, có thế lòng bàn tay đau rát. Tinh thiết đúc thành A. Bác cử huyền công biến hóa sau khi hắn nhìn không ra, tưởng rằng lục xuyên cho nên không dám dùng quá nhiều chân lực. Đương nhiên, cũng dùng không ít khí lực, hoàn toàn thay đổi đại kích có thể làm chứng, vỏ giả da dày thịt béo, không cần chút khí lực cũng làm không đau A. Cũng may hắn là hàng thật giá thật chân tiên, tu thành tiên thể không phải bình thường, nhất thời nửa khắc cũng liền không sao. Nói đi, ngươi vì cái gì bỗng nhiên phải vi sư biến báo? Thân công báo hỏi. Lục Xuyên nhất thời không biết làm sao mở miệng. Thân Công Báo nhìn hắn sắc mặt, nghĩ nghĩ, hồ nghi nói, ngươi cái kia không phải coi là Vi sư là báo a? Sư phụ quả nhiên cực kỳ thông minh. Đi một bên. Thân Công Báo trợn trắng mắt, khoát tay chặn lại, kia là hình dung nam nhân mà. Vậy sư phụ ngươi đến cùng phải hay không? Lục Xuyên hì hì cười nói. Thân Công Báo im lặng nói, Vi sư nếu là báo thành tinh cái kia hoàng phi hổ liền là lão hổ tinh. Nha. Lục Xuyên gật gật đầu thế nào cảm giác có hơi thất vọng đâu cần phải thật sự là báo thành tinh cái kia đoán chừng hắn liền nên khó chịu thân công báo nhìn chung quanh một cái bốn phía nói thu thập một chút đông tây đi chúng ta muốn rời đi nơi này đi nơi nào quốc sư phủ thân công báo hăng hái nói vi sư nhìn qua chỗ đó rất lớn rất rộng rãi có rất nhiều hầu nữ bột nhân hầu hạ từ nay về sau thầy trò chúng ta không cần lại ổ ở chỗ này vi sư dẫn ngươi đi hưởng thụ vinh hoa phú quý lục xuyên gật gật đầu bỗng nhiên hắn thấp giọng nói ra, sư phụ, ta nghĩ ta cha. Hắn theo năm đó sau khi ra ngoài chỉ trở về qua một lần. Bây giờ lại qua năm sáu năm, cũng không biết cha của hắn qua thế nào. Lúc trước hắn lúc ra cửa chỉ là một cái mới vừa từ đồ đần mở linh trí phế vật, thân không trường kỹ, cần hắn đến nuôi sống. Bất quá giờ này ngày này, sư phụ hắn là đại thương vương triêu, dưới một người trên vạn người quốc sư. Hắn lục xuyên cũng không còn là năm đó cái kia bị thiếu gia nhóm khó xử treo đùa đồ đần. Cha ngươi! Thân Công Báo nhìn xem một bên Lục Xuyên, cười nói: vậy liền đem cha ngươi tiếp trở về cùng chúng ta ở cùng nhau. Tạ sư phụ, ngươi thế nhưng là đồ đệ của ta, cảm ơn cái gì? Thân Công Báo cười nói: nay trời không còn sớm, buổi sáng ngày mai ta phái người cùng đi với ngươi, nở mày nở mặt đi. Hắn cũng từ khương tử nha trong miệng cũng nghe qua, Lục Xuyên trước kia là cái kẻ ngu, bởi vậy tại Tống gia trang bị người người chế dẻo, qua cũng rất thảm. Không cần, ta thích điệu thấp. Lục Xuyên lắc đầu nói ra ta chỉ cần tiếp đến cha ta là được rồi. Năm đó cũng liền cái kia cùng hắn cùng tuổi tống gia lão tam khi dễ trêu đùa hắn, nhưng lão trang chủ tống dị nhân đối cha con bọn họ còn là rất không tệ. Hắn có thế mở linh khiếu, cũng coi như dính tống dị nhân ánh sáng, cha ân tử nợ, xóa bỏ còn chưa tính. t Nhận được thông tri ngày mai muốn trưng bài, cho nên cái này lên khung trước cuối cùng canh một cho mọi người viết so bình thường dài hơn điểm. Rất nhiều sách là 25, 30 v đúc chữ lên khung, phong thần vấn đạo hành trưởng một chút, đến 34 v đức chữ. Nếu như mọi người thích mà nói, xin ngày mai đến điểm xuất phát đọc cho tiểu mặt một cái thủ đặt trước, thật vô cùng vô cùng trọng yếu, viết cho không coi trọng đỡ cảm nghĩ bằng hữu, hì hì. Còn có một cái là lên khung cảm nghĩ cùng mọi người phím vài câu, sau đó tiểu mặt liền muốn bế quan, chuẩn bị ngày mai bạo lá gan, thật là sợ quy a quy. Chương 145, Trọng Minh Long chim mũi tên. Lại muốn từ nơi này rời đi a. À. Lục Xuyên nhìn quanh cái này bao lấy nhiều năm tiểu viện tử, Người cuối cùng vẫn là tình cảm động vật, rời đi thời điểm trong lòng cũng ít nhiều có chút cảm khái. Nhớ năm đó, một cái trong lòng mang phá vỡ cái này ân thương vương triều tín niệm đạo sĩ dẫn vừa thu đồ đệ, đi vào cái này cái này thiên hạ đệ nhất trong thành mua xuống ngôi viện này an cư lạc nghiệp. Ở chỗ này, hắn một bên dạy đồ đệ, vừa quan sát trên triều đình tình thế thu thập tin tức. Cũng chính là về sau, biết người biết ta, mới có thể bắt chiến bách thắng. Có ai nghĩ được cái này nhiều năm về sau, phá vỡ biến thành muốn bảo đảm ân thương Giang Sơn thật đúng là thế sự vô thường rất trêu cực người còn có năm đó bái sư lúc không quá tình nguyện hắn cũng không nghĩ tới về sau hội hợp cái này truyền thuyết bên trong có tiếng xấu sư phụ chung đụng như thế hòa hợp càng không nghĩ đến hắn người sư phụ này vì người kỳ thật cũng không có truyền thuyết như vậy không chịu nổi mà hắn có tiếng xấu phía sau cũng là bị người một tay thiết kế cuối cùng thành thế cuộc sau khi hoàn thành con rơi mà thôi cái này có lẽ liền là hắn cho rằng trên đời không có tuyệt đối tốt hay xấu đi nếu không thì vật cực tất phản đương một sự kiện đến nhất cực hạn cùng cực đoan thời điểm, như vậy thì hội bắt đầu hướng phương hướng ngược nhau tiến hành chuyển hóa. Đi thu thập A, à, còn đứng ngay đó làm gì? Thân công báo nhìn qua cảm khái lục xuyên, cười nói, làm sao ngươi không phải là không nở nơi này đi? Nói thật, thật đúng là có một chút, về phần ta đồ vật, lục xuyên một chỉ trên mặt đất bao phục, không sai biệt lắm đều ở nơi này. Thân công báo. Khụ cụ nghe nói sư phụ buổi sáng hôm nay không chỉ có bị đại vương phong làm đại thương quốc sư. Lục xuyên hắn giọng một cái, tức cao giọng nói, tại thành Tây Ban thưởng quốc sư phủ một tòa, Minh Châu Ngọc Bích, Hoàng Kim Tơ lộ một số mỹ mạo thị nữ. Được rồi được rồi, đừng nói nữa. Thân công báo nghe xong tranh thủ thời gian khoát tay chột dạ nói, kỳ thật những cái kia ban thưởng cái gì, vi sư đều đã mở miệng cự tuyệt, nhưng đại vương thật sự là thịnh tình không thể chối từ, không thu không được a. À? Ta cũng không nói cự tuyệt a. À. Lục Xuyên nháy nháy mắt, nói, đồ tốt a, à, không cần thì phí, nếu là đại vương ban thưởng, sư phụ ngươi còn cự tuyệt người ta làm gì? ta. Thân công báo ánh mắt lấp lóe, nhất thời lại không lời nào để nói. Lúc này, vị này đại thương quốc sư xuất hiện trải qua cũng bị người rất nhanh đào lên. Nói tại triều ca bên trong, có một vị ẩn cư tỷ thế đại hiền mở hiệu sách, phía sau đại hiền bị á tướng phát hiện về sau, dục mời xuống núi mà không được. Phía sau á tướng cáo tri trụ vương. Trụ vương mệnh á tướng lại đến tương thỉnh, lại bị hồi cự. Cuối cùng, vẫn là trụ vương mang á tướng tỷ can, võ thành vương hoàng phi hổ hai vị đại nhân tự mình xuất cung mời, phương mới đem mời vào trong cung bị phong quốc sư, tiến hành phụ tá. Quốc sư này xuất hiện tràn đầy truyền kỳ tính, bởi vậy đoạn này truyền thuyết rất nhanh liền truyền khắp thiên hạ. Kỳ thật Lục Xuyên cũng không nghĩ tới, bọn hắn hai sư đồ chỉ là nghĩ lúc lắc phổ mà thôi, có thế đến cuối cùng diễn thành vừa ra ba mời gia các lượng truyền kỳ tiết mục. Cạch. Sư đồ hai người tới tiệm sách bên ngoài, Lục Xuyên đeo lấy bao phục cùng tử tiêu kiếm, ôm một cái tiểu hắc đàn đi ra, nhìn xem thân công báo đem cửa lớn cho khóa lại bất quá quay người lại nhìn thấy lục xuyên trong tay vò đen về sau, thân công báo liền không nhịn được lông mày trực nhảy. Những vật kia giữ lại có làm được cái gì? Thân công báo im lặng đạo, trọng minh chim tự nhiên róc ra lông vũ hiện tại cũng tại trong bình. Lục xuyên nghe xong miễn cười, sư phụ mời xem. Đốc! Lời còn chưa dứt, một căn lóe kim loại sáng bóng màu sắc rực rỡ lông chim liền thật sâu đính tại cửa lớn một trên đầu, hàng quan lấp lóe làm cho người kinh hãi. Lại nhìn lục xuyên lúc tay hắn vẫn như cũ nâng nhỏ đàn, trên mặt vẫn như cũ mang theo ý cười, Tốt giống cái gì cũng không xảy ra đồng dạng. Thế nhưng là lần này, thân công báo lại khó được nghiêm túc nhẹ gật đầu. Trọng minh chim toàn thân đau thương bất nhập, một thân lông vũ tựa như không thể phá vỡ thần kim đúc thành, không thể phá vỡ lại cực kỳ sắc bén, có thể so với thần binh lợi nhận. Mới hắn nhìn thấy lục xuyên chỉ là tiện tay nhẹ nhàng ném một cái, cái kia cái lông chim liền đem cửa bản toàn bộ đâm xuyên, nếu là phía trên lại chăm chú một chút chân khí, đến lúc đó sợ bột phát ra uy lực có bao nhiêu đáng sợ có thể nghĩ những này trọng minh lông chim mũi tên đủ để trở thành lục xuyên trên thân một loại khác cường lực khắc địch vũ khí chỉ là hắn trước kia từ không nghĩ tới những vật này còn có thể đem ra như thế dùng khó trách lục xuyên không ngừng hô hào bảo bối có ý tưởng thân công báo nghĩ đến chính mình phi hùng được rồi phi hùng lông không thể như thế dùng lục xuyên đi tới cửa trước đem chiếc lông chim này rút ra thu vào vào nhỏ bên trong mỉm cười ai nói những thứ lặt vặt này không có ích lợi gì tiếp lấy muốn tại rời đi thời điểm hắn ngửa đầu nhìn về phía cái này tòa ở qua năm sáu năm cửa hàng thân công báo sau khi thấy cười cười nhìn ra được lục xuyên cũng là rất nhớ tình bạn của người nhớ tình bạn của nhiều người mấy cũng là trọng tình nghĩa người ngươi muốn thực tại lưu luyến nơi này vậy cái này tòa cửa hàng vi sư liền đưa ngươi thân công báo nói ra trực tiếp tiện tay ném đi đem hắn cái kia một cái chìa khóa cũng cùng nhau ném tới thật xem ra sư phụ làm quốc sư về sau quả nhiên biến tài đại khí thô rất nhiều mà lục xuyên nghe xong thần sắc khẽ động tiếp nhận chìa khóa, cười cái chìa khóa hướng trong ngực một thăm dò, không giống như trước còn muốn tại đồ đệ trên thân cắt xén tiền công. Không cần thì phí. Hắn lục mổ nhân lăn lộn nhiều năm như vậy mới ở thời đại này cũng hỗn đến chính mình ổ nhỏ, ai, người xuyên Việt sĩ nhục A. À. Tiếp lấy hắn đi theo thân công báo lên hoa lệ xe ngựa, lần đầu thể nghiệm cái này thượng đẳng quý tộc sinh hoạt. Thời đại này giai tầng, từ trên xuống dưới đại khái liền là vương tộc, quý tộc, cùng bình dân, cuối cùng thấp nô lệ. Trên xe, lục xuyên nhìn chung quanh một chút trong xe này cực kỳ rộng rãi xa hoa so với hắn mấy năm trước duy nhất ngồi qua lần kia tấm bảng xe ngựa tốt hơn nhiều lắm được rồi ước thời gian một chén trà công phu xa ngựa dừng lại sư đồ hai người xuống xe lập tức một chỗ to lớn phủ đệ xuất hiện tại lục xuyên trước mắt tường đỏ ngói xanh cửa lớn màu son chiều rộng một trượng hai tôn uy vũ đá thú trấn môn không phải sư tử nhưng nặng tới ngàn cân đem phủ đệ sấn thắt hùng vĩ hùng vĩ dạng này khí phái phủ đệ Lục Xuyên trước kia tại Triều Ca chỉ gặp một lần, đó chính là Hoàng Phi Hổ Võ Thành Vương Phủ. Cửa chính, bốn cái cao lớn vạm vỡ đại hán đứng đấy. Lục Xuyên nhìn âm thầm lắc đầu, mấy cái trông thì ngon mà không dùng được chủ nghĩa hình thức, xem ra sau này cái này nhìn viện tử nhân thủ được bản thân tự mình tìm. Quốc sư Thân công báo dẫn đồ đệ đi tới, bọn hộ vệ ôm quyền hành lễ. Thân công báo gật gật đầu, tiến vào cửa lớn nhất vung tay lên, đồ đệ, nhìn trúng cái nào viện tử tùy ý chọn lấy ở, coi như ngươi mỗi ngày ở một cái, một tháng đều không mang theo tái diễn. Lục Xuyên nghe xong khóe miệng giật một cái. Mặc dù biết người sư phụ này là tại quan tâm hắn, nhưng lời này làm sao nghe một cổ nồng đậm nhà giàu mới nổi hương vị. "Sư phụ, như thế đại phủ đệ hội sẽ không quá lớn rồi." Lục Xuyên có chút im lặng đạo. Lớn tới trình độ nào đâu? Nếu như hình dung một chút liền là ban đêm đi tiểu đêm bên trên cái nhà xí về sau, hắn đều cảm thấy mình có thể sẽ lạc đường không thể quay về cái chủng loại kia. Đương nhiên, đây là trò đùa lời nói, nhưng thật rất lớn không lớn làm sao xứng với chúng ta hai sư đồ thân phận. Thân công báo vừa đi vừa nói, ngày mai vi sư tìm người cho ngươi dùng ban thưởng tơ lụa làm mấy thân tốt y phục. Hàng huyên hồi lâu, lục xuyên liền chọn lựa một chỗ thanh tịnh lịch sự tao nhã viện tử. Trong phòng ngủ đồ dùng trong nhà đều là thượng đẳng, so với trước đó, có thể nói là thật nhà giàu mới nổi. Phủ thượng có người làm 36, hộ vệ 28, thị nữ 20 người. Bên trong những này thị nữ đều là trụ vương sở thưởng xuống tới cung nữ, liền đây là thân công báo từ chối nhã nhặn phía sau kết quả không phải sẽ còn càng nhiều. Nó thực hiện ở quý tộc, cái kia nhà phủ thượng không có cái mấy trăm đến nhân khẩu đâu, đường đường một cái quốc sư phủ liền một trăm người cũng chưa tới, nói đến thật cũng không coi là nhiều. Chỉ là lục xuyên còn có chút không quen thôi. Xin nhớ kỹ quyển sách xuất ra đầu tiên vực tên. Bản điện thoại di động đọc địa chỉ Internet. Chương 146, cái này trụ vương không đơn giản. Thân công báo kỳ thật cũng không quá quen thuộc. Ngươi nói để hắn trị quốc cái kia dễ nói, cần phải để hắn dẫn một đám thị nữ, Người hầu cái gì đi quản gia, vậy còn không như để cho hắn tìm khối đậu hũ đâm chết được rồi. Mời quản gia. Vào lúc ban đêm tại thân công báo tìm đồ đệ thương lượng có phải hay không muốn khác mời cái quản gia lúc, Lục Xuyên khoát khoát tay, lộ ra mê chi mỉm cười, sư phụ ngươi quên ta cha là làm gì? Ừm. Thân công báo nghe xong giật mình, tại chỗ vỗ bàn nói, nhanh đi mời, ngay lập tức đi mời. Nói thế nào cũng phải đợi đến ngày mai hừng đông a. Lục Xuyên im lặng lắc đầu, không nghĩ tới rốt cục gặp nạn ở sư phụ hắn chuyện. Bất quá cũng thế, thân công báo thành quốc sư về sau không có thể ăn cơm không kiếm sống đi, cho nên tiếp xuống hắn sẽ rất. Đồ đệ ngươi muốn văn chức vẫn là quan võ. Thân công báo hỏi, qua một trận chờ vi sư trong triều đứng vững gót chân, cũng chuẩn bị cho ngươi cái quan nhi đương đương. Văn chức quan võ. Lục xuyên bắt đầu trầm ngâm. Không hề nghi ngờ, hiện tại không chỉ có thiên hạ tứ phương loạn lên, trong triều cũng đã loạn tung tùng phèo, muốn trừ giặc ngoài, trước phải an bên trong mới được. Cái này trước không vội, trước đó, sư phụ, đồ nhi muốn hỏi ngươi một sự kiện. Lục xuyên bỗng nhiên một mặt trịnh trọng nhìn về phía thân công báo, nói, can hệ trọng đại, còn xin sư phụ nhất định phải thành thật trả lời đồ đệ, để tránh lầm đại sự. Cái gì sự tình? Nhìn thấy lục xuyên trịnh trọng như vậy, thân công báo cũng vẻ mặt nghiêm túc. Theo sư phụ nhìn cái này trụ vương là cái hạng người gì? Lục xuyên hỏi, là có hay không như nghe đồn lời nói, tàn bạo bất nhân, xa hoa dâm đảng, trầm mê tửu sắc. Chưa hẳn. Thân công báo đưa tay đánh gãy hắn, thần sắc ngưng trọng nói, hắn là võ đạo đỉnh phong. Võ đạo đỉnh phong. Nghe vậy, lục xuyên con ngươi đều bỗng nhiên co rụt lại, thần sắc hơi đổi. Võ đạo có bốn tầng. Nhất trọng ngũ tiểu cảnh luyện thể, nhị trọng năm cực lục hợp luyện tạng phủ, tam trọng tiên thiên, bốn tầng đỉnh phong. Vừa vặn cũng cùng luyện khí sĩ bốn cảnh đem đối ứng, dù sao lúc này luyện khí sĩ cũng không có có thành tiên, cho nên xem như ngang hàng tồn tại. Trong thiên hạ, tiên thiên võ giả đã coi là tuyệt đỉnh cao thủ, tỷ như Hoàng Phi Hổ, Khương Văn Hoáng bọn người là nhưng muốn nói lên võ đạo đỉnh phong, đó chính là thuộc về nhân tộc võ đạo tồn tại trong truyền thuyết. Nhân tộc đã rất nhiều năm đều chưa từng sinh ra một cái võ đạo đỉnh phong. Mặt khác, vi sư hoài nghi thượng của nhân vương tám bộ trấn đời võ học, hắn có lẽ cũng nắm giữ chí ít một bộ. Thân công báo trầm ngâm, chậm rãi nói ra, còn nhớ hôm qua trụ vương thư đến cửa hàng thời điểm sau, vi sư nhìn ra của hắn bí mật này về sau, hắn đối vi sư lộ ra sát ý. Tối hôm trước tại lộc đài hắn sẽ không không nhìn thấy vi sư năng lực, nhưng hắn vẫn như cũ dám lộ ra sát ý nói rõ hắn có lực lượng. Sư phụ, võ đạo đỉnh phong mạnh cỡ nào? Lục Xuyên hỏi. Thân công báo nghĩ nghĩ, nói, đã từng tam hoàng ngũ đế đều là. Lục Xuyên im lặng, bỗng nhiên nói, không đúng, võ đạo không cách nào trường sinh, có thế tam hoàng rõ ràng đều còn tại đời. Bọn hắn ba vị không phải người bình thường, chính là trời sinh thánh nhân, vì nhân tộc đại hưng theo thời thế mà sinh. Thân công báo nói, võ đạo chính là bọn hắn thôi diễn khai sáng, thành vì nhân tộc đặt chân chi bản nếu không thì dựa vào nhân tộc luyện khí sĩ, nhân tộc chết sớm. Sư phụ nói là luyện khí sĩ không được. Không là không được, là quá ít. Thân công báo cải chính, người quên vi sư năm đó nói qua tu luyện ba khó là cái gì rồi. Căn cốt, tiên duyên, danh sư. Đúng a, à, ngươi cho rằng tu hành căn cốt là rau cải trắng người người đều có sao, người người đều có vận khí của ngươi có thể gặp được vi sư dạng này danh sư sao. Thân công báo nói, tiên đạo môn hạm cực cao, cực nặng thiên phú, tu luyện cũng không nhất thời một lát liền có thể công thành, liền ngay cả vi sư cũng tu luyện trên trăm năm mới trở thành sự thật tiên, huống hồ thượng cổ nhân tộc vừa mới sinh ra lúc lại không có bao nhiêu người, người cảm thấy có thế có mấy cái luyện khí sĩ. Lục xuyên gật gật đầu. Đã hiểu, võ đạo lực lượng có thế trong khoảng thời gian ngắn hiệu quả nhanh chóng, thượng cổ hồng hoang đại địa hung thú trải rộng, khắp nơi tràn ngập nhược nhục cường thực luật trừng. Võ đạo môn hạm thấp, tu luyện nhanh, có thế trong khoảng thời gian ngắn tăng lên trên diện rộng nhân tộc thực lực. Nhân tộc từ như vậy ác liệt thượng cổ bên trong tiếp tục kéo dài, đồng thời từng bước một trở thành đại địa bên trên chủ nhân võ đạo tác dụng không cần nói cũng biết chỉ là tam hoàng khai sáng ra võ đạo nhưng bọn hắn cũng không phải là không thể tu luyện tiên đạo có thể trường sinh tự nhiên không phải vấn đề gì nói như vậy cái này trụ vương không có mặt ngoài đơn giản như vậy lục xuyên cũng là như có điều suy nghĩ võ đạo đỉnh phong tăng thêm trấn đời võ học có bao nhiêu lợi hại hắn chưa thấy qua nhưng đoán chừng uy lực bình thường thần ma cũng gánh không được đừng quên ngàn năm trước vị cuối cùng nhân vương đại vũ trị thiên hạ lũ lục lúc hàng phục kích từng giết bao nhiêu làm sằng làm bậy, gây sóng gió yêu ma. Hắn từng tại Đông Hải điển tịch trong được đến, Vũ Vương khóa giao, chém giết thượng cổ đại yêu tướng Liễu, trấn áp sông hoài nước không chi kỳ. Không nói cái khác, chỉ tướng Liễu cái này cửu đầu quái cùng không chi kỳ cái này hai cái đại yêu, cái nào không phải hung danh hiển hách, tiên thần gặp đều đau đầu hơn quái vật. Còn có Đông Hải Kim cô bổng đời thứ nhất chủ nhân, không phải liền là vị này đại vũ sao? Đương nhiên không đơn giản, biết rõ hắn tại kế vị trước đó đánh giá là cái gì không? thân công báo nói, tướng mạo tuấn Mỹ, thiên tư thông minh, mẫn mà hiếu học, trời sinh thần lực có thế nâng lương đổi trụ, nếu không ưu tú như thế nào lại bị đế ớt trao tặng vương vị. Lục xuyên nghe xong trầm ngâm không nói. Đã là võ đạo đỉnh phong cao thủ, lại thân phụ trấn đời võ điển, mà lại không ngu dốt, vậy hắn tại sao muốn giả ra xa hoa dâm đảng, tàn bạo bất nhân, liền trụ vương cái này tiếng xấu đều cam nguyện gánh vác. Sư phụ, ngươi nói cái này đại vương trong hồ lô bán đến cùng là thuốc gì? Lục xuyên có chút trăm mối vẫn không có cách giải hẳn là hắn đã phát giác rất nhiều người đối giang sơn ngực có dị tâm cho nên nghĩ giả heo ăn thịt hổ dẫn thiên hạ ngực có tâm làm loạn người đi ra sau đó một mẻ hốt gọn kết quả cuối cùng chơi thoát nghĩ tới nghĩ lui hắn cảm thấy cái này thật đúng là rất có thể dù sao ngay từ đầu là nhân tộc nội chiến hiện tại ân thương lại mảnh tướng như mây binh cường mã tráng hết thảy còn ở trong lòng bàn tay của hắn có thế sau đó thì sao xiển giáo cùng tiệt giáo các tiên nhân cuốn vào tham gia náo nhiệt kế hoạch không bằng biến hóa nhanh dẫn đến hắn cũng hâu không được cục diện cuối cùng lật xe ai quân tâm khó lường ai biết hắn tâm tư đâu vi sư ngày mai đi trong cung đi dạo cùng hắn tâm sự đi thân công báo thở dài nói đứng dậy đứng lên đêm đã khuya đi ngủ sớm một chút đúng rồi cha ngươi ngày mai ngươi nhất định phải mang không mời đến khởi công tiền sao lục xuyên con mắt đều phát sáng lên thế giới này hữu thần quỷ cái kia tại có thể thông thần cũng có thể dịch quỷ cũng không phải là một câu nói suông kiếm một ít tiền về sau có tác dụng lớn thân công báo nghe xong cái kia đau răng a à, khoát khoát tay nói cha ngươi tới về sau phủ thượng ăn mặc chi phí hết thảy đều tùy hắn đi quản lý phải dùng tiền ngươi để chính hắn cầm là được rồi đa tạ sư phụ cảm ơn cái gì cha ngươi cũng không phải ngoại nhân thân công báo cười khoát khoát tay đi tiên lại không phải là không có tình cảm xin nhớ kỹ quyển sách xuất ra đầu tiên vượt tên bản điện thoại di động đọc địa chỉ internet chương 147, quay về tống gia trang trước kia hắn còn có sư phụ cùng các sư huynh đệ nhưng bây giờ hắn cũng chỉ thừa một cái đồ đệ nếu quả thật giống ta sư phụ nói trụ vương ta còn thực sự có điểm nhìn không thấu được ngươi sáu xuyên ngửa đầu nhìn xem thâm thúy bầu trời đêm hảo hảo minh quân đế tân đặt vào không làm hết lần này tới lần khác muốn làm hôn quân trụ vương cái này cái gì thao tác ngày kế tiếp sáu xuyên thổ nạp về sau ở trong viện luyện quyền bỗng nhiên một cái xinh đẹp thị nữ tiến vào trong viện bưng lấy một kiện xếp xong tốt nhất sợi tổng hợp quần áo đi tới công tử đây là quốc sư cho ngươi đưa tới quần áo. Người thị nữ kia nói ra, quốc sư nói hôm nay ngươi lúc ra cửa nhất thiết phải xuyên qua. Sáu xuyên dừng lại nhìn thoáng qua, màu xanh đậm, xem xét tốt nhất hàng dệt tơ chế thành, y phục như thế muốn làm một kiện ít nhất phải mấy chục lượng bạc. Sư phụ. Sáu xuyên lắc đầu cười cười, thân công báo ý tứ hắn há có thể không rõ. Hôm nay hắn hồi tống gia trang đón hắn cha, những này đồ tốt cũng đại biểu mặt mũi, là mặt cho tống gia trang những cái kia người, còn có cha hắn nhìn. Nói cho bọn hắn mình bây giờ lẫn vào phi thường tốt, đương nhiên cũng làm cho cha hắn tại mọi người cũng có mặt mũi. Sáu Xuyên đối thị nữ nói ra, "Ta đã biết, quần áo ngươi liền đặt ở ta trong phòng, sau đó trở về đi." "Công tử, quốc sư để cho ta lưu tại bên này phụng dưỡng." Thị nữ kia nói ra. "Phụng dưỡng?" Sáu Xuyên đánh giá thị nữ này đồng dạng, ân, 17-18 tuổi, lớn lên thủy linh thanh tú, tư sắc không sai, đến cùng là từ trong vương cung đi ra. Bất quá thân công báo biết rõ, hắn đang tu luyện đạo công không thể phá thân gần nữ sắc, cái kia còn đưa dạng này một cái mỹ mạo thị nữ tới đây. Có vấn đề. Sáu xuyên ánh mắt trong nháy mắt cảnh giác bắt đầu. Lấy hắn người sư phụ kia nước tiểu tính, nói không chừng lại đang nghĩ sáu lộ hắn một thanh, chờ hắn đối nữ sắc cầm giữ không được thời điểm, bỗng nhiên xuất hiện cho hắn một cái kinh hỉ, sau đó mượn cớ thu thập mình một trận. Nghĩ tới đây, sáu xuyên thâm dĩ vi nhiên nhẹ gật đầu, thật đúng là có thể là dạng này. Thế là khoát tay áo, sáu xuyên nói, không cần, ta một người đã quen, thêm một người hội không quen, ngươi trở về đi. Thị nữ kia kinh ngạc nhìn sáu xuyên một cái, cuối cùng mang theo ánh mắt kỳ quái đi. Nhìn cái gì vậy, đừng tưởng rằng đạo gia cũng là loại kia vừa nhìn thấy nữ nhân liền không dời nổi bước chân nam nhân. Sáu xuyên trong lòng chững chạc đàng hoàng thầm nói, bần đạo chính là tu luyện người, không dính nữ sắc. Tu đạo, giảng cứu tu chính là thanh tâm quả dục, cho nên cái này đạo tu lâu về sau, đại đa số người tại phương diện kia cũng không có bao nhiêu dục vọng tỷ như sư phụ hắn cùng cái kia 12 cái sư bá cái gì, toàn bộ xiển giáo cuối cùng chỉ có Khương Tử Nha thành hôn, đáng tiếc xui xẻo cưới một người một nửa xuống mồ cập cái. Vào phòng thay xong quần áo về sau, Sáu Xuyên đem Tử Tiêu kiếm thu nhập thể nội tàng binh bí cảnh, muốn ra cửa lúc, cửa ra vào sớm có người dừng xong một chiếc xe ngựa. Tuy rằng không phải thân công báo chiếc kia tọa giá, nhưng cũng trang trí 10 phần hoa lệ khí phái. Công tử, quốc sư để chúng ta đi theo ngươi một chuyến. Bốn cái bội đao hộ vệ dẫn ngựa đi tới, mặc dù chỉ là cái thùng rỗng nhưng thoạt nhìn uy phong lẫm liệt, rất có bề ngoài. Sáu xuyên. Đều đã đem hết thảy an bài cho hắn thỏa đáng, hắn còn có thể nói cái gì đó. Lúc đầu muốn điệu thấp điểm, bất quá ngẫm lại cha hắn tại tống gia thời điểm, một mực đê mi thuận nhãn cẩn trọng, nuôi sống lấy của hắn nhi tử ngốc. Hôm nay tất nhiên hắn cũng đạt, cái kia cho hắn cha dài một hồi mặt mũi uy phong uy phong cũng tốt, cũng không phải làm chuyện xấu. Nghĩ tới đây, sáu xuyên đối cái kia bốn tên hộ vệ nói, đi, lại để tám người tới. Đúng, bốn tên hộ vệ ngẩn người, cái này cùng quốc sư nói có chút không giống nhau lắm a. À. Không bao lâu, 12 cái bội đao khoái mã kỵ sĩ che chở một cổ xe ngựa ra triều ca thành. Giá. Ra khỏi thành phía sau đám người mới ra roi thúc ngựa, dơ lên bụi mù hướng Tống Gia Trang tiến đến. Tống Gia Trang tại triều ca thành Nam 35 dặm. Lúc trước, Sáu Xuyên ngồi chiếc kia Tống Phủ giảng dị tấm bản xe ngựa, tiến về triều ca thu mua tiệt trụ vật dụng lúc, liên đới nghỉ ngơi trên đường không sai biệt lắm bỏ ra gần một canh giờ. Bất quá xe ngựa kia rất giản dị, Ngựa cũng là ngựa tồi, tự nhiên dùng thời gian dài. Thế nhưng là bây giờ, quốc sư phủ thượng những này ngựa đều là trụ vương ban tặng, sao lại kém cỏi? Chỉ dùng nửa canh giờ không đến, đám người cứ dựa theo sáu xuyên chỉ dẫn đi tới Tống gia trang. Vào trang về sau, xe độ liền lại thả chậm lại, chậm rãi hướng về sáu xuyên ký ức bên trong Tống phủ vị trí chạy tới. Như thế hoa lệ xe ngựa, còn có hơn 10 hung hãn uy phong hộ vệ, tiếng trang lập tức liền hấp dẫn Tống gia trang các thôn dân chú ý. Cuối cùng, xe ngựa đứng tại Tống phủ trước cửa sáu xuyên vạch trần màn cửa nhìn xem bên ngoài từ biệt sáu bảy năm tường đỏ ngói xanh thạch sư trấn môn cái này tống phủ trước cửa cảnh vật vẫn như cũ cửa đóng sáu xuyên nói đi một cái gọi cửa đúng một tên hộ vệ dưới lập tức trước gõ cửa rất nhanh liền có một cái gã sai vặt chạy tới mở cửa chỉ là một canh cổng cái kia một mặt dữ tận cao lớn vạm vỡ so với mình cao hơn một nửa tử hộ vệ sắc mặt lập tức thay đổi đại hán ồn ồn nói tiếng nhanh đi thông báo một chút chủ nhân nhà ngươi quốc sư đệ tử đại giá quan lâm đến chỗ ở của ngươi bái phỏng khách khí một chút mà sáu xuyên trong xe răng dậy một tiếng sau đó nói tiểu ca nhi có cực khổ ngươi đi thông bẩm một tiếng liền nói có cố nhân bái kiến mấy cái này cậu thả hán tự hắn thật sự là bó tay rồi liền nói chuyện kỹ xảo cũng không biết hung thần ác sát chỉnh hắn cùng một cái trùng phản diện ra sân giống như là là người hầu kia gật gật đầu ra bên ngoài nhìn lên dạng này tráng hán còn có hơn mười đứng ở nơi đó cùng từng bức tường giống như lại nhìn chiếc kia hoa lệ xe ngựa, có thế ngồi tại loại này trong xe người khẳng định là không phú thì quý đại nhân vật. Nhìn thấy tình hình như vậy hắn ở đâu còn cùng trì hoãn, quay người liền chạy nhập viện bên trong thông bẩm. Tống cửa phủ. Tống gia trang một chút thôn dân dần dần tụ lại mà đến, chậm rãi càng tụ càng nhiều, bọn hắn đều muốn nhìn nhìn, như thế khí phái trong xe ngồi một cái nhân vật dạng gì. Rất nhanh hai cái gã sai vặt chạy đến, đem tống phủ đại môn mở ra. Một đám người vây quanh một cái xanh sao, mặt mũi tràn đầy nếp may, cầm trong tay quải trượng, gần như sắp muốn đi không được phúc lão nhân từ trong cửa đi ra. Không biết quý khách lâm môn, lão Hữu không có từ xa tiếp đón, kính xin thứ tội. Tống dị nhân đi vào trước xe ôm quyền nói. Màn xe nhấc lên, một người mặc áo lam, mười phần thanh tú người trẻ tuổi từ trên xe ngựa nhảy xuống, ánh mắt chậm rãi từ trước mắt trên thân mọi người đảo qua. Cái kia phúc lão giả rất tốt phân biệt là tống dị nhân, hai bên trái phải tống phủ đại gia tống sơn cùng nhị gia tống trạch. Còn có một cái so với hắn thấp một nửa, Sắc mặt thoạt nhìn có chút kém người trẻ tuổi, Sáu Xuyên nhận ra hắn là năm đó khi dễ của hắn cái kia Tống Gia Tam Gia Tống Ngọc. Tiếp lấy chính là mấy cái Tống Gia Phụ Nhân Nữ Quyến. Cuối cùng, tại những này tất cả mọi người sau lưng nửa bước ra, mới là một cái cung kính thân ảnh. Tại hắn nhìn về phía đám người đồng thời, đám người cũng đang nhìn hắn. Lão Trang Chủ, đã lâu không gặp. Sáu Xuyên miễn cười ôm quyền nói ra. Quý khách là. Tống Dị Nhân thân thể còn xuống, nghe vậy giật mình ngửa đầu nhìn chăm chú sáu xuyên thật lâu, nói, xin thứ cho lão hủ mắt mờ, không nhớ rõ cùng quý khách nơi nào thấy qua. Xin nhớ kỹ quyển sách xuất ra đầu tiên vượt tên. Bản điện thoại di động đọc địa chỉ Internet. Chương 148, chỉ muốn tiếp đi cha ta. Tống dị nhân đích thực nghĩ không ra. Năm đó sáu xuyên tại hắn trong ấn tượng, liền là một cái nước mũi treo trên mặt si ngốc đồ ngốc, thân thể gầy yếu, mở ra linh khiếu phía sau hắn chỉ gặp hai ba mặt liền rời đi tống gia trang. Theo Khương Tử Nha thuyết pháp, sáu xuyên là bị một cái cao nhân nhìn trúng gót lấy học nghệ đi. Bây giờ trước mắt người trẻ tuổi này dáng người thon dài, ăn mặc lộng lẫy ôn tồn lễ độ, ăn nói bất phàm, mang theo một cổ xuất trần thoát tục khí chất. Theo hạ nhân bẩm báo, người trẻ tuổi này chính là hôm qua thiên tử chiêu cáo thiên hạ, vừa sắc phong quốc sư đệ tử. Quốc sư mặc dù không có thực tế quan hàm, nhưng địa vị tuyệt đối là dưới một người, trên vạn người, văn võ bá quan đều phải kính trọng vị trí. Điểm này không thể nghi ngờ, như vậy đệ tử của hắn thân phận địa vị cao bao nhiêu có thể nghĩ. Bởi vậy, đừng nói hắn không nhìn ra, coi như hắn nhìn ra sáu xuyên cùng người này có mấy phần giống nhau, hắn cũng tuyệt không dám đem người tuổi trẻ trước mắt cùng năm đó đồ ngốc liên hệ đến cùng nhau. Bọn hắn một cái tựa như trên trời phiêu giật mây trắng, một cái giống dưới mặt đất bùn đất. Sáu xuyên mỉm cười, quay đầu, tại mọi người kinh dị trong ánh mắt, đi hướng người nhà họ tống đằng sau nửa bước một thân ảnh. Chẳng lẽ, những người khác còn không có cảm thấy có cái gì, nhưng tống dị nhân cả đời cửa hàng sờ soạn lần mò, kiếm hạ cái này bạc triệu gia nghiệp, nhãn lực sức lực như thế nào người bình thường có thể so. Xem xét sáu xuyên đi hướng cái thân ảnh kia, trong nháy mắt, trong đầu hắn hiện lên một cái ý nghĩ. Cha! Sáu xuyên đi đến cái thân ảnh kia cùng trước, một chân quỳ xuống đến nói, hài nhi trở về. Bóng người kia là sáu lương. Hắn nhìn qua cùng năm đó khác biệt cũng không lớn, cao cao gầy gò mang theo một cổ thư quyển khí, tựa như một cái dạy học tiên sinh. Làm quản gia hắn thời khắc chú ý thân phận của mình, Đứng tại chủ nhân phía sau nhà nửa bước về sau xa, dạng này đã không biết đoạt chủ nhà danh tiếng, lại có thể cam đoan chủ nhà có phân phó thời điểm có thể nghe rất rõ ràng. Cái gì? Ta không nghe lầm chứ? Hắn gọi cái kia quản gia cái gì? Nhìn thấy trong truyền thuyết quốc sư đệ tử, thế mà quỳ gối tống gia quản gia trước mặt gọi cha, tất cả mọi người ở đây nhìn thấy đều trợn mắt hốc mồm, cả kinh nói không ra lời. Sáu Lương chính mình cũng ngơ ngác giật mình tại nguyên chỗ. Đám người giật mình há to mồm nửa ngày đều không khép được sáu quản gia nhi tử không phải liền là năm đó thằng ngốc kia sao không biết nói chuyện sẽ chỉ cười ngây ngô làm sao bây giờ hắn biến hóa trên người to lớn như thế tựa như một con chim sẻ bỗng nhiên có một ngày biến thành phượng hoàng trở về biến hóa này có thể nào không khiến cho mọi người giật mình sáu xuyên biến hóa trên người dùng nghiêng trời lệch đất một từ để hình dung đều không đủ càng quan trọng hơn là hắn bây giờ thân phận quốc sư đệ tử a quốc sư có thể nói là gần nhất làm thiên tử cùng trước đệ nhất hồng nhân cái kia đệ tử của hắn quả thực hàm kim lượng coi như quá cao quả nhiên tống dị nhân trong mắt tuy rằng cũng có ngoài ý muốn nhưng so với mọi người tới nói liền phải bình tĩnh nhiều lắm dù sao trước đó hắn đã thông qua nhân sinh lịch duyệt nghĩ tới điều gì xuyên là ngươi sao sáu xuyên biến hóa trên người quá lớn không chỉ có đám người không nhận ra được tự liền nghe được gọi cha sáu lương cũng không dám đáp ứng mà là hỏi trước cha là ta ta trở về sáu xuyên cười nói thế nào ngươi sẽ không liền ngươi thân nhi tử đều không nhận ra được a à. tốt tốt trở về liền tốt sáu lương mắt đỏ ngậm lấy nước mắt đem sáu xuyên đỡ lên kém chút liền không nhịn được liền nước mắt tuôn đầy mặt nhi tử vừa đi sáu bảy năm ngoại trừ năm thứ hai trở lại qua một lần về sau tựa như chìm vào biến cả tảng đá như vậy rốt cuộc nghe không được một tia tin tức cùng tin tức những năm này hắn cũng không giờ khắc nào không tại nghĩ nhi tử thậm chí từng có từ tống phủ công việc đi tìm sáu xuyên suy nghĩ nhưng cuối cùng vì không có một tia đầu mối mà từ bỏ không nghĩ tới hôm nay sáu xuyên rốt cục trở về hơn nữa còn thành quốc sư đệ tử nguyên lai quốc sư đệ tử là sáu xuyên người nhà họ tống nghe được tin tức này không không ngất kinh ngạc kịp phản ứng sau có hỉ có lo vui chính là tống sơn tống trạch bọn hắn cảm thấy nếu như có thể đi lên quốc sư quan hệ cái kia tống gia nhất định là lên như diều gặp gió lo chính là khi nhục qua sáu xuyên tống ngọc năm đó hắn đem sáu xuyên khi dễ rất thảm hôm nay hắn mang theo nhiều người như vậy trở về chẳng lẽ muốn báo thù ta đi Tống Ngọc cảm thấy chột dạ, trong lòng bất ổn, nhìn xem sáu xuyên mang tới cái kia hơn 10 mặt mũi tràn đầy dữ tợn đại hán, chân của hắn bụng đều tại rung. Tống Viên ngoại, vãn bối hôm nay trở về, kỳ thật cũng không hề có ý gì khác. Sáu xuyên bắt đầu nhìn về phía Tống dị nhân, mỉm cười nói, chỉ là nghĩ tiếp cha ta theo ta đi, ngươi không có ý kiến chứ? Hắn đối Tống gia cũng không có có cảm giác gì đặc biệt. Tống dị nhân ân tình chủ yếu có hai cái, một là thu lưu ngu dại lúc hắn cái này vướng víu, nhưng đây cũng là sáu lương năng lực làm việc ở nơi đó, thứ hai giúp hắn mở ra linh khiếu nhưng cái này xuất lực chủ yếu cũng là khương tử nha hắn cũng liền ở giữa dắt đường nét nhưng ân tình lớn nhỏ hắn cũng đều nhớ kỹ có thế tống ngọc tên kia đem hắn lão tử cho những cái kia ân tình tất cả đều cho hao mòn hết hắn nếu không phải tống dị nhân ái tử mà nói cái kia lấy sáu xuyên tính tình cùng tính cách người khác làm sao đối đãi hắn vậy hắn cũng là muốn làm sao trả lại gấp bội cái chủng loại kia đương nhiên có thể tống dị nhân nghe vui vẻ đồng ý dù sao hôm nay nhìn sáu xuyên lai like điệu bộ này còn có hắn không đồng ý phần sau. Hắn sai người tìm đến sáu lương cùng tống vũ ký khế ước, điêu khắc tại tấm bản gỗ bên trên cho sáu xuyên đưa tới. Thình thịch. Sáu xuyên nhìn xem xác định không sai về sau, năm ngón hợp lại, một đạo chân khí đem tấm bản gỗ khế ước đánh nát thành bột phấn, đầy trời tiêu tán. Đám người bị một màn này giật nảy mình. Phù phù. Tống Ngọc dọa đến té ngồi trên mặt đất, đầu đầy mồ hôi, liền vừa rồi hắn thình lình nhìn thấy đem khế ước xoa thành bụi phấn về sau, sáu xuyên còn không có hảo ý nhìn hắn một cái. Cha, cứu ta, hắn. Gia hỏa này là tới tiền ta báo thù trả thù ta. Đối với năm đó làm sự tình, Tống Ngọc tự nhiên rõ ràng, trong lòng có quỷ phía dưới, dọa đến ôm lấy Tống Dị Nhân chân không thả. Ngươi. Trước mặt mọi người bị nhi tử ôm đùi, Tống Dị Nhân khí dựng râu trừng mắt, kém chút cầm trong tay gậy chống ném khỏi đây hàng trên người. Có thế từ đầu đến cuối không có bỏ được đánh xuống. Tống. Tam gia, đã lâu không gặp, ngươi gần nhất qua còn tốt chứ. Sáu suy ngồi xổm xuống cười hít mắt hỏi, gọi tam gia thời điểm còn cố ý dừng một chút. Kỳ thật tự liền hắn cũng rất buồn bực, hắn không có muốn báo thù cho nên cái gì đều còn chưa làm đâu, có thế con hàng này đột nhiên té ngã, ngồi dưới đất dạng này lại là mấy cái ý tứ. Ác nhân cáo trạng trước. Chơi người giả bị đụng A. À. Sáu xuyên, có thể hay không mượn một bước nói chuyện. Tống dị nhân thở dài, độ lớn tương đương nhau hai đứa bé, bây giờ nhìn nhìn trên lệch chính là liếc qua thấy ngay. Đương nhiên, hắn cũng không cảm thấy đây là con của hắn muốn so sáu xuyên phải kém thứ gì muốn trách cũng chỉ có thể trách hắn nhà Tống Ngọc vận khí không tốt, không có trước gặp được năm đó quốc sư, không phải hôm nay quốc sư đệ tử cũng không phải là sáu xuyên mà là. Cha, ngươi đi thu thập một chút ngươi đồ vật, sau đó ta dẫn ngươi đi chúng ta nhà mới. Sáu xuyên đối sáu lương cười nói, nhìn xem sáu lương tiến vào trong phủ hắn mới đi theo Tống Dị Nhân đi tới một bên. Tống Dị Nhân thấp giọng nói, sáu xuyên, ta biết năm đó Ngọc Nhi như thường lệ khi dễ ngươi, ở đây ta thay hắn hướng ngươi tạ lỗi, hy vọng ngươi không nên trách tội hắn. Ngươi biết còn mặc kệ quản, vậy ngươi có biết hay không hùng hài tử hội hại chết người? Sáu xuyên thật là không có gì để nói, năm đó Tống Ngọc liền cùng về sau na tra không có hai loại, đều là bị làm hư thiếu gia. Khác biệt chính là Tống Ngọc không có trời sinh thần lực, không có càng không quyển hỗn thiên lăng dạng này phát bảo cường đại, cho nên không có năng lực gây ra họa lớn ngập trời. Không phải liền có rất nhiều người xui xẻo. Xin nhớ kỹ quyển sách xuất ra đầu tiên vượt tên. Bản điện thoại di động đọc địa chỉ Internet. Chương 149, Đời Chi Loạn. Triều Ca, Hoàng Cung. Tương truyền lộc đài to lớn ba dặm, cao ngàn thước, xa hoa phi thường. Nếu như Sáu Xuyên nghe nói như thế nhất định sẽ cảm thấy buồn cười, ngàn thước bước chừng liền là 300 mét. Hắn cái kia có đủ loại tiên tiến kiến trúc thiết bị, kỹ thuật thời đại, 300 mét cao cao ốc cũng không có quá nhiều, thời đại này nhân lực làm sao có thể làm được. Huống hồ lộc đài hắn tới qua. Lộc đài cao cũng chính là cái khoảng 50, 60 mét, cùng truyền thuyết 300 mét trên lệch trọn vẹn gấp 5 lần. Lời đồn chỉ cần là có chút đầu não người hơi nghĩ một nghĩ cũng biết đây là nói xấu cùng lời đồn, thế nhưng là rất nhiều ngu muội vô tri bách tính lại sâu tin không nghi ngờ. Lời đồn truyền nhiều hơn, cũng đã thành sự thật. Bất quá cái này lộc đài xa hoa trình độ, đích thực thuộc tại thế gian hãng hữu. Lúc này, cái này tòa triều ca thành kiến trúc cao nhất phía trên, chỉ có trụ vương cùng thân công báo hai người đứng tại trước lan can. Cả tòa triều ca thành cảnh vật, lúc này toàn bộ thu hết vào mắt. Xào sạc gió thu từ bên cạnh hai người phất qua, gợi lên hai người áo bào đông đưa, có vẻ hơi điều hiu mà tịch liêu. Trụ vương quay đầu cười hỏi, quốc sư, đứng ở chỗ này, toàn bộ triều ca, thậm chí toàn bộ thiên hạ đều trong mắt ngươi dưới chân, ngươi có cái gì cảm thụ? Thân công báo nghĩ nghĩ, chậm rãi nói, cô độc. Vương giả luôn luôn cô độc, trụ vương nói nói, không phải tại sao muốn tự xưng cô. Thân công báo quay đầu nhìn về phía hắn, nói, đại vương, ngươi nên trở về đáp vấn đề của ta. Trụ vương nói, hỏi cô tại sao muốn tự cam đoạ lạc, trầm mê tử sắc, tàn bạo bất nhân. Thân công báo khẽ gật đầu. Thế nhưng là cô chưa bao giờ xa đọa qua. Trụ Vương nói hỏi ngược lại, ngươi biết 17 năm trước, cô tiếp nhận chính là một cái như thế nào Giang Sơn sao? Xin lắng tai nghe. Thân công báo đạo. Đại thương Giang Sơn tự tiên tổ canh lên, đến nay cuối cùng đã có 580 năm hơn, truyền 30 vương. Trụ Vương chậm rãi nói, nhưng quốc sư có thể nghe qua cửu thế chi loạn. Nói, ánh mắt của hắn nhìn về phía thân công báo. Thân công báo nghe vậy thân thể chấn động cuối cùng rủ xuống khẽ gật đầu một cái. Thương triều vương vị kế thừa chế, vì phụ tử tương truyền hòa huynh cuối cùng đệ cùng đem kết hợp kế thừa chế độ. Cũng chính là phụ thân chết từ trưởng tử kế vị, trưởng tử chết thứ tử kế vị, mãi cho đến nhỏ nhất người vương tử kia lúc cần đem vương vị giao cho huynh trưởng chi tử. Từ với đối vương vị ngấp nghé, khiến cho từ thương vương trọng đinh lên mãi cho đến thương vương dương giáp, liên tiếp cửu thế, chính cái thương vương cũng không chịu giao ra vương vị. Bởi vậy, cái này thời kỳ chưa vương tộc tử đệ, vì tranh đoạt vương vị cốt nhục tương tàn, triển khai đại nội chiến, cái này cũng khiến cho thương triều quốc lực bắt đầu đi hướng suy bại. Đến tận đây chư hầu không còn triều bái cống thương vương. Cái này cử thế chi loạn kéo dài gần trăm năm, thẳng đến thương vương, bàn canh dời ân phía sau mới cuối cùng kết thúc. Trải qua này trăm năm chi loạn, đại thương quốc lực không lớn bằng lúc trước, phía sau tuy có khởi sắc chư hầu lại đến bái cống, nhưng kỳ thực chư hầu tầm đó sớm đã dị tâm nổi lên bốn phía. Trụ vương tiếp tục nói, hổ lan vây quanh trước đó, quốc sư ngươi nói cô tiếp nhận chính là một cái như thế nào Giang Sơn thân công báo im lặng. Cô cha sinh con có ba, cô vị ấu, ấn tổ huấn, vương vị đương từ đại huynh kế thừa. Trụ vương nhìn về phía thân công báo, nói, quốc sư ngươi đoán cô phụ vương, vì sao không tiếc làm trái tổ huấn, cũng muốn tuyển cô vì vương. Thần, minh bạch. Thân công báo thở thật dài một tiếng. Trụ vương hai cái huynh trưởng, đại ca tính cách mềm yếu, lại như thế nào tại hổ lan đảo mắt phía dưới, bảo trụ đại thương Giang Sơn. Nhị ca hữu dũng vô mưu tính cách lỗ mãn, liền là mọi người thường nói không có đầu óc, lại như thế nào đấu qua được những cái kia đa mưu túc trí hồ ly. Duy tam tử thọ vương, thiên tư thông minh văn võ toàn tài, cho nên đế ức không tiếc làm trái tổ huấn, cũng muốn đem hy vọng đặt ở tam tử trên thân. Cô bế qua nhiều năm mới tu được loại lực lượng kia, cũng chỉ có một cái trầm mê tử sắc vương mới có thể để bọn hắn buông lỏng cảnh giác. Trụ vương nhìn chăm chú lên phồn thịnh triều ca, ánh mắt thâm thúy, lần này, cô nhất định phải đem những cái kia lão hồ ly một mẻ hốt gọn, giải quyết hậu hoạn, quốc sư, ngươi bây giờ còn có gì nghi hoặc? Thân công báo lắc đầu, lại không thể nghi ngờ hoặc minh bạch. Thần ma tiên yêu đều không thể tin, nhân tộc phải tự cường, nhưng, quốc sư ngoại lệ. Trụ vương nói chuyện âm nhất chuyển, nhìn về phía thân công báo lộ ra một sợi mỉm cười, bởi vì ngươi là cái thẳng thắng người. Thần may mắn vậy. Thân công báo mỉm cười đánh cái kê, nguyện thay đại vương ra sức trâu ngựa. Nếu biết trụ vương không đơn giản, ngày đó tiệm sách muốn lấy được trụ vương tín nhiệm, tự nhiên không phải một chuyện dễ dàng. Thế là hắn đem chính mình cùng Khương Tử Nha ân oán cùng nhau nói ra, nói thẳng muốn cùng khương tử nha phân cái cao thấp so sánh cái cao thấp những này cũng không có cái gì tốt giấu giếm về sau rất nhiều người đều sẽ biết trụ vương địch nhân là chư hầu địch nhân của hắn là lớn nhất một đường chư hầu thừa tướng bọn hắn có cùng chung mục tiêu cùng địch nhân về sau vậy trở thành bằng hữu cũng chính là chuyện hợp tình hợp lý ngày đó là hắn nói đã động trụ vương mà được mời làm quốc sư hôm nay là trụ vương chi ngôn đã động hắn nguyện ra sức trâu ngựa tống gia trang một chiếc xe ngựa tại 12 kỳ chen chúc hạ lái ra khỏi Tống Gia Trang. Sáu xuyên lần này tiếp rất thuận lợi, đương nhiên, tại Tống Gia Trang nơi như thế này, cũng không có chuyện gì. Trên đường hắn đối sáu lương giảng một chút mấy năm này kinh lịch, lại nói để sáu lương quản lý quốc sư phủ sự tình. Đối với cái này sáu lương vui vẻ đồng ý. Vấn đề này vốn chính là của hắn cường hạng cùng am hiểu, nhất là nghe được sáu xuyên sư phụ để hắn tùy ý lấy dùng tiền tài lúc, càng là cảm nhận được đối với hắn thật sâu tin cậy, cùng ngày trở về sáu xuyên an bài cho hắn tốt ở viện tử nhà ở về sau, hắn liền không kịp chờ đợi đi đón tay, quen thuộc quốc sư phủ lớn nhỏ sự nghi. Ban đêm, cử thế chi loạn. Nghe được thân công báo nói với hắn mà nói, sáu xuyên thật lâu trầm ngâm không nói. Khó trách a à khó trách. Tuy rằng cùng hắn dự liệu không sai biệt lắm, nhưng hắn đối với ân thương lực lượng đoán chừng vẫn là quá lạc quan. Cái này trụ vương đăng vị phía sau không kịp chờ đợi tìm cái đắc kỹ, giả bộ như trầm mê tử sắc, nhưng trên thực tế là chạy tới bế quan luyện công bây giờ hắn tu thành võ đạo đỉnh phong, vẫn là lấy hôn quân hình tượng gặp người, nó mục đích tự nhiên là dẫn xà xuất động, để thiên hạ chư hầu bắt đầu là vương vị mà chiến. Nói thực ra, kế hoạch này là rất không tệ, võ đạo đỉnh phong lực lượng thiên hạ không người có thể địch. Có thế hết lần này tới lần khác lần này lại gặp thần tiên đại kiếp, võ đạo đỉnh phong tuy rằng cường đại, nhưng ở thiên tôn trong mắt vẫn như cũ cùng con kiến không có gì khác biệt. Ai, đau đầu. Sáu xuyên thở dài, hắn trước kia chưa bao giờ mưu đồ tính toán qua người cái gì, nhưng bây giờ hắn lại nhất định phải học được từng bước một đi mưu đồ, đi tính toán. Ngươi tại than thở cái gì? Thân công báo cười nói, đại vương không phải hoa mắt ù tai người vô năng, ngươi không cảm thấy cao hứng sao? Cao hứng. Sáu xuyên qua loa nói, trụ vương không hoa mắt ù tai, ý kia là hắn muốn cho trên người hắn đặt cược rồi. Không được. Đặt cược cược lớn nhỏ, cái này phong hiểm quá lớn, không bằng đổi làm. Đầu tư. Sáu xuyên mắt sáng rực lên nuôi gà đều biết không thể đem trứng gà đặt ở cùng một cái trong giỏ sách. Một bên phụ tá trụ vương, một bên lại từ thiên hạ chư hầu bên trong chuẩn bị một đầu đường lui. Xin nhớ kỹ quyển sách xuất ra đầu tiên vượt tên. Bản điện thoại di động đọc địa chỉ Internet. Nếu như thích phong thần vấn đạo đi, xin đem địa chỉ Internet phát cho bằng hữu của ngài. Chương 150, Sư Phụ, ta muốn làm quan. Sáu xuyên mắt sáng lên, trầm ngâm không nói, bắt đầu cân nhắc có phải hay không muốn phụ tá đại thương đồng thời, lại âm thầm chuẩn bị cho mình một đầu đường lui dù là hiện tại biết rõ trụ vương người này đồng thời không đơn giản bề ngoài tàn bạo cũng là vì thao quan dưỡng hối cho nên cố ý giả vờ mà lại vẫn là võ đạo đỉnh phong cường giả hắn vẫn như của mười phần thận trọng bởi vì hắn thực tại không muốn lên cái kia phong thần bản dù là cuối cùng chân linh hoặc là hồn phách bất diệt nhưng lên bản những cái kia người ngươi xem một chút cái nào là sống lấy đi lên hắn không sợ chết nhưng liền sợ bị đánh chết thời điểm đau a tuy rằng trụ vương hiện tại vẫn là thiên tử nhân vương, chiếm nhân tộc đại nghĩa, phía sau lại có tiệt giáo đệ tử chỗ dựa, hiện tại đại thương cũng còn có một số thực lực. Có thế trong lòng của hắn rất rõ ràng, ân thương vương triều sau cùng vận mệnh như trước vẫn là diệt vong. Xiển giáo đã phái Khương Tử Nha xuống núi phụ tá Tây Kỳ, quyết tâm muốn trợ bên kia đoạt thiên hạ, phía sau chính là Nguyên Thủy Thiên Tôn, còn có Vô Vi mà thuận theo thiên mệnh lão tử. Phương Tây hai vị vì phương Tây đại hưng, cũng để mắt tới tiệt giáo môn nhân, cùng Nguyên Thủy, lão tử hợp thành một đội. Mấu chốt là trụ vương gia hỏa này, còn để người ta nữ hoa nương nương đều đắc tội. Dạng này coi như nữ hoa không có cùng bốn người kia liên thủ, nhưng ở trận doanh bên trên, nàng tuyệt đối là đứng tại ân thương mặt đối lập. Kỳ thật sáu xuyên hiện tại cũng không biết rõ, trụ vương tất nhiên trong lòng ngực có chút lòng dạ, trí kế cùng đầu não cũng không tệ, cái kia như thế nào lại phạm phải mạo phạm nữ hoa nương nương dạng này sai. Là vì đem chính mình hoa mắt ù tai háo sắc dáng vẻ diễn kịch cho người trong thiên hạ nhìn, vẫn là người không biết không sợ, bất kính tiên thần. Sáu xuyên có thế đoán được một vài thứ, nhưng hắn không phải trụ vương cho nên không có cách nào biết rõ chân chính đáp án. Nhưng hắn biết rõ, trụ vương lần kia tại nữ hoa cung đề thơ sự kiện đã đem nữ hoa nương nương đắc tội, mà lại đắc tội làm tức giận quá độc ác. Nếu là không đem trụ vương làm cái nước mất nhà tan, nữ hoa nương nương là sẽ không từ bỏ ý đồ. Phượng Loan bảo trướng cảnh phi thường, tẩn thị nê kim xảo dạng trang. Cúc cúc viễn sơn phi thúy sắc, phiên phiên vũ tụ ánh hà thường. Lê hoa đái vũ tranh kiều diễm, thực dược lung yên xính mỹ trang. Đảng đắc yêu nhiêu năng cử động, thủ hồi trường nhạc thị quân vương. Đây chính là trụ vương ban đầu ở nữ hoa cung sở tác cái kia, dâm thơ. Kỳ thật thơ là thơ hay, gọi dâm thơ có hơi quá. Chợt nhìn cái này thơ cũng không có vấn đề gì, ca ngợi nữ tử đẹp như thế nào lệ, như thế nào xinh đẹp, tuyệt đối là các nữ nhân thích nghe nhất. Đọc mấy lần phía sau lại dư vị một chút, ân, trong bụng không có điểm mực nước người thật đúng là không viết ra được tới. Cho dù là tự nhận đầy bụng kinh luân sáu xuyên, hắn cũng không viết ra được đến dạng này thơ, cũng bởi vậy có thể thấy được trụ vương văn thải cùng cô gái bản sự chỉ là cái này thơ cái nào đều tốt chỉ có một câu cuối cùng bên trong treo chọc ý vị thật sự là quá mạnh cái này thơ nếu như đưa cho thế gian nữ tử chỉ sợ những cô gái kia nghe về sau đều muốn khóc hô hào gả cho trụ vương có thế trụ vương hết lần này tới lần khác đem cái này thơ viết cho nữ hoa nương nương nữ hoa nương nương đó là ai trong truyền thuyết bổ thiên thần nhân đại địa chi mẫu thế gian sáu thiên tôn một trong nàng là nữ thần không phải nữ nhân cái này thơ tự nhiên cũng đã thành kinh nhờn thần linh thơ nhưng cùng dâm chữ cũng vẫn như cũ không hợp nhiều nhất xem như trêu chọc người ta nữ hoa nương nương thơ gan thật mập nghĩ tới đây sáu xuyên đều không thể không cảm thán một câu cái gì thật mập thân công báo ở một bên kinh ngạc hỏi không có gì sư phụ ngươi đừng nói trước ta nghĩ lẳng lặng sáu xuyên khoát tay nói ra cái này thình lình một câu hơi kém đem hắn suy nghĩ đều cho làm rối loạn thân công báo sáu xuyên tiếp tục cân nhắc kể từ đó ân thương đối diện liền là năm vị thiên tôn. Thường nói, song quyền nan địch tứ thủ. Huống chi hiện tại còn không chỉ bốn tay, ngươi để thông thiên giáo chủ một cái có thể làm sao, hắn sáu xuyên lại có thể làm sao. Nói thật, hắn tuy rằng đứng ở trụ vương bên này, nhưng hắn đồng thời không có cái gì lòng tin có thể thay đổi càng khôn, dù sao đối thủ thật sự là quá mạnh. Bởi vậy hắn muốn chuẩn bị thêm đường lui. Thân công báo muốn bảo đảm trụ, hắn không phản đối, kéo lên hắn cùng đi hắn cũng đồng ý, đồng thời sẽ còn tận tâm tận lực làm việc nhưng đường lui vẫn là cần chuẩn bị một đầu, âm thầm phụ tá Khương Văn Hoáng hoặc là Nam Bá Hầu, nếu như thương triều thật diệt vong cái kia lại dẫn người cùng Tây Kỳ đấu. Chậm đã, nếu như ân thương đều diệt vong, vậy nói rõ trận này đại kiếp cũng toàn bộ kết thúc. Bỗng nhiên sáu xuyên khẽ giật mình, đại kiếp kết thúc, ta cùng sư phụ vận mệnh cũng liền quyết định ra đến, vậy ta còn quan tâm thiên hạ vương vị thuộc về làm gì? Nếu như ân thương đã diệt vong, đó chỉ có thể nói tiệt giáo cũng tại trận này đại kiếp cùng nhau thất bại chỉ còn trên danh nghĩa. Đây là lúc đầu quỷ tích nếu là liền có tiệt giáo chỗ dựa ân thương cũng bị mất, hắn phụ tá một đường chư hầu lại dựa vào cái gì cùng xiển giáo đấu. Hắn lúc trước tìm cho mình hai con đường. Thứ nhất, bảo đảm ân thương. Dạng này phía sau còn có thể có một vị thông thiên giáo chủ tọa trấn, có thể thử cùng xiển dạy bọn họ liều một phen, còn có một chút hy vọng sống. Thứ hai, phụ tá đông, năm nào đó chư hầu, chờ đại thương diệt vong phía sau giúp đỡ cùng Tây kỳ tranh đoạt thiên hạ. Thế nhưng là hắn muốn chọn con đường này, cái kia phía sau liền cái trấn tràng tử đại nhân vật đều không có, đừng nói cùng người ta đấu, hắn liền cùng người gia là địch tư cách đều không có. cho nên, nhìn như có hai con đường tại trước mặt, trên thực tế có thế đi chỉ có một đầu. sư phụ, ta muốn làm quan. sáu xuyên bỗng nhiên nói ra. cái gì? thân công báo kẻ giật mình, kinh ngạc nhìn về phía tên đồ đệ này. không là đang nghĩ lẳng lặng sao, tại sao lại muốn làm quan rồi? ta muốn làm quan. sáu xuyên nhìn về phía thân công báo nói nghiêm túc, có làm phiền sư phụ mau chóng tìm một cơ hội, an bài một chút thường nói trong triều có người tốt làm quan thân công báo hiện tại là quốc sư có hắn trong triều hỗ trợ chính mình muốn làm cái quan cũng liền đơn giản nhiều nhìn thấy sáu xuyên như thế vẻ chăm chú thân công báo bỗng nhiên nhếch miệng cười quan văn vẫn là võ chức sáu xuyên trải qua qua hắn điều giáo không chỉ có đạo thuật thông huyền võ đạo không yếu mà lại tin thông binh pháp thao lược còn tại trị quốc kế sách bên trên rất được hắn chân truyền quả thực liền là một cái văn võ toàn tài trong thiên hạ ở đâu còn có thể tìm ra giống hắn đồ đệ ưu tú như vậy người trẻ tuổi, ở đâu tìm đạt được cái thứ hai. Bất quá đồ đệ so với hắn vẫn là kém nhiều nha. Quang văn. Sáu xuyên tự nhiên không biết thân công báo đang suy nghĩ gì, hắn suy nghĩ một chút rồi nói ra. Dịp bên ngoài thì trước hết phải yên bên trong. Hiện tại thiên hạ chư hầu đối ân thương có thể nói là nhìn chầm chầm, trụ vương lại coi là thành võ đạo đỉnh phong về sau, có thể tự tin nắm giữ hết thảy. Bởi vậy thư thư phục phục trốn ở lộc đài bên trên, ông hồ ly tinh tại tử trì nhục lâm ăn chơi đàn điếm không để ý tới triều chính đương vô màn ảnh trang bạo quân không cố kỵ chút nào thanh danh của mình hắn nghĩ đến đem lão hồ ly nhóm dẫn ra phía sau một mẻ hốt gọn thế nhưng là đâu chờ sau này tiên nhân xuống núi lúc hắn mới có thể hiện sự tình bắt đầu thoát cách nắm trong tay mình đợi đến tiệc giáo xong thời điểm hắn mới có thể ý thức được chính mình muốn lật xe nhưng nếu như thật cho đến lúc đó hết thảy liền đều đã chậm dù là hắn là võ đạo đỉnh phong lại nắm giữ thượng cổ nhân vương trấn đời võ học thân phụ kinh thiên địa khiếp quỷ thần lực lượng, nhưng ở thiên tôn cùng trước hắn còn có thể phiên thiên hay sao? Một bàn tay cho ngươi vỗ xuống. Quan văn. Thân công báo có chút kinh ngạc nói, vi sư cho là ngươi sẽ chọn võ tướng đâu, bất quá ngươi thoạt nhìn nhã nhặn thanh tú, ngược lại thật sự là rất giống quan văn. Sư phụ có nghe hay không qua một câu? Cái gì? Văn có thế nâng bút an thiên hạ, võ có thế lên ngựa định càng khôn. Sáu xuyên nhíu nhíu mày, ngón tay cái hướng hướng mình, câu nói này nói liền là đồ đệ ta rồi. Không trước tiên đem triều này bên trong cho quản lý tốt, bên trong hư lời nói bên ngoài coi như cứng chắc, lại có thể cứng chắc tới trình độ nào. Xin nhớ kỹ quyển sách xuất ra đầu tiên vực tên. Bản điện thoại di động đọc địa chỉ internet. Nếu như thích phong thần vấn đạo đi, xin đem địa chỉ internet phát cho bằng hữu của ngài.